mỹ phẩm nam Richman, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện cho nam giới, đồng hành cùng Highlight Chim Sẻ Nắng. Ok, như vậy trận đấu đầu tiên diễn ra rồi. Yamato tranh tay của cái đủ Chim Sẻ Nắng ở trong trận đấu này. Một bài đấu được cầm IA, trận đấu đầu tiên trong series đấu đầu tiên. Vâng, đóng E vào giữa mỏ quả, đó là lựa chọn của game thủ Chim Sẻ ở trong tình huống này. Bài đấu được cầm Yamato, đối đầu với quân gì thì hãy cùng chờ. Một mỏ quả đầu 6 cây dành cho game thủ Chim Sẻ khi đối đầu game thủ Vitamin U98. Quả đầu 6 cây rồi bài cầm Yamato này. Hiện tại thì đang thi đấu trực tiếp tại Supercut Chim Sẻ Nắng Cyber Game, có địa chỉ ở lô 18 ngõ 201 đường Nguyễn Tuân, để anh em có thể đến và theo dõi cổ vũ trực tiếp cho cả Chim Sẻ Nắng và 98 trong buổi tối ngày hôm nay anh em nhá. Một kèo chúng ta sẽ đấu chạm 3 VC ở nội dung show random. Và hy vọng là Chim Sẻ Nắng có thể nháy quân để cho anh em cùng biết quân của 98 ở trận đấu này. Như vậy là Minwan, Yaminwan, quân này mình hơn tí anh em ạ. Yamin ở trận đấu đầu tiên. Em trai Thông Nguyễn nha, chào tất cả em đang xem. Em trai vô thường ạ. Những lý do đầu tiên dành cho game thủ Chim Sẻ với bài đấu được cầm Yamato. Đây em nhập quân đây rồi anh em. Yaro Minwan. Như vậy là dường như là không ai chậm dân hiểm đầu, cả hai game thủ đều 8 dân. Tránh luân hưởng nhá, luân hưởng. Nói chung là hai đơn vị quân này thì đều phải có những đơn vị cung A2 áo gì đó, thì lúc đó chúng ta mới có thể chống được con phù như các bạn. Còn đánh chém với lạc đà thì tất nhiên là những con phù rồi. Phù IA và phù Minwan thì nó đều lởm thôi, không phải là những con phù quá ngon. Hiện tại cũng xem đồ ăn ở trận đấu này sẽ như thế nào. Có rất nhiều anh em đang mong sẻ thua buổi tối ngày hôm nay á. Ôi giời ơi, anh em toàn thấy mong sẻ thua này. Đây, bấy hiệu được đưa về 3-0 về C à? Ok anh em nhá. Có xe giò dành cho anh đủ Chim Sẻ, và anh cũng xem đồ ăn ở trận đấu này sẽ như thế nào. Một bài cầm Yamato thì bài đấu này. Ok anh Thịnh Đức ơi. Đây, lùa mấy thiên này về. Ok, bấy hiệu đầu đã có. Có cả voi luôn này anh em này, ngon đấy nhỉ. Bài nhìn quá vẻ tươi, mỏ vàng thì cũng ok đây rồi. Rừng là rừng thông, ở trong, rừng dừa trong trận đấu này. Tập trung lùa con hiêu về. Bài đã có hiêu voi, con dân kia đi dò thấy quả phụ là đẹp. Có xe dò tìm đồ ăn nữa tới từ game thủ Chim Sẻ và tìm nhà đối thủ luôn. Và hãy cùng xem ở trong trận đấu này thì hai game thủ sẽ lựa chọn đánh cái gì với nhau. Tôi nghĩ là Sẻ khả năng vẫn sẽ là những nhà BL ở thời điểm đầu, còn 98 sẽ cũng có thể là bài đấu đó chính là đánh phù chuyển A chẳng hạn. Rồi, như vậy là bầy hươu được đưa về tới từ game thủ Chim Sẻ trong trận đấu đầu tiên này. Và còn một con hươu nữa, gỗ cũng đã đủ đây rồi. Thiết kế thêm một chiếc nhà BE, sau đó làm cái BS đầu là đẹp luôn đúng không anh em? Vâng, và đến với trận đấu đầu tiên ở trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nhà đại trợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng AI Việt Nam. Nhà đại trợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc đẹp toàn diện cho nam giới, và đang có rất nhiều ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em truy cập theo đường link mà mình đã ghi ở phần bình luận. Rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, voucher toàn sàn cho anh em luôn, voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng bông tắm khi mua sữa tắm, combo lịch lãm và combo nam tính. Anh em nào đang muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà đại trợ Richman thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Và vâng, cùng quay trở lại với trận đấu này. Ok đấy, bài vở thì nhìn qua nó cũng hòm hòm tới từ cái thủ Chim Sẻ. Anh còn được gọi một cách khá là dễ thương, đó là Gareth Bale, cầu thủ đường chạy nhanh nhất của Real Madrid. Hải thấy giống lão hạng lắm luôn đấy à. Em ăn cũng được, nhưng mà chắc là do là ăn uống không điều độ, ăn không đúng bữa, thành ra ăn nhiều mà nó vẫn gầy. Thêm một cái nữa là em cũng hút thuốc rồi thì thức đêm nhiều nữa, đa phần thì toàn 2-3 giờ sáng mới đi ngủ thôi. Sản phẩm tuyệt vời lắm Hải. Ok, thank you anh em. Anh em đã sử dụng các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì đang có những feedback rất là tuyệt vời trên livestream đây rồi. Và anh em hoàn toàn yên tâm với các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman. Tất cả các nhãn hàng đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio đều cực kỳ uy tín dành cho anh em luôn. Thêm một cái nữa là như nhà chợ Richman thì Chim Sẻ Nắng là đại sứ thương hiệu, cộng với đó là cầu thủ Hoàng Đức, quả bóng vàng về bóng đá Việt Nam nữa. Cực kỳ uy tín đúng không anh em? Và lại còn có rất nhiều ưu đãi cho anh em thì tha hồ cho anh em lựa chọn luôn. Và quay trở lại với trận đấu này thì đều là bài đấu mà cả hai game thủ đều lựa chọn đánh 26 dân dành cho Minwan cũng như là IA. Ok, chào Việt Béo nha. Hôm nay chắc Việt Béo lại đồng hành cùng 98 đúng không em? Nó có voi này. Ok, rất nuột nà đối từ game thủ Chim Sẻ. Hiện tại thì dường như là đấu 1 vẫn đang đối đầu với game thủ Huy Đoàn ở trong buổi tối ngày hôm nay thì phải. Nếu mà sáng ngày hôm nay khóc có điểm trước game thủ Nam Sông Kiêu ấy thì còn đấu 1 còn có cửa cứu. Nếu khóc thua Nam Sông Kiêu 3 trắng thì thôi. Chính thức là bộ đôi vừa khóc vừa cười đã xuống League 3 thi đấu anh em nhá. Anh vô thường có thể truy cập theo đường link mà em đã ghi phần bình luận để sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman nha anh. Rồi, quay trở lại với trận đấu này. Xe giò đẩy đi thì các bạn có thể nhìn thấy nha, 98 kia rồi. Một bài đánh 26 dân giò 31% bản đồ, nhưng đây là bài đấu có xe giò.
nên chúng ta cũng chưa thể nào mà dám chắc đó là bài đấu xấu tới game thủ 98 được. Với bài 26 dân sẽ vẫn ép đời rất là ok ở trận đấu này với bài cầm Yamato của mình, và đây chiếc nhà BS để có thể khai thác vàng. Anh em nào mà thấy mic bị nhại thì vui lòng kiểm tra lại đường truyền cũng như là những cái thiết bị của mình nhá. Em cái điều để mic lặp là cái điều tối kỵ ấy, nên là không có hiện tượng để mic lặp đâu anh ạ. Và 98 có một luôn, 1-0 cho chim sẻ nắng ở trong trận đấu đầu tiên, rất đơn giản. Một bài đấu mà không cần phải thi đấu thì đội bạn đã resize khi mà bài 98 do 31% bản đồ và không lên đời. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai trong trận đấu đầu tiên ngay sau đây thôi. Nhẹ nhàng như đẩy tỷ số 1-0 ở trong trận đấu này. Và đây là Kata tới game thủ chim sẻ. Đối đầu với con gì? Đó chính là Maxe, ơ ngon. Kata Max đánh được anh em ơi, con Maxe nó lại không có phù. Kata đang sợ phù thì con Maxe lại không có phù anh em ạ. Làm vòng đi dò, và đây là vòng quả đầu tới game thủ chim sẻ. Trận thi đấu thứ hai trong trận đấu đầu tiên, chúng ta dẫn trước tỷ số 1-0. Chào anh Trịnh Hải Linh nhá, hello anh em. Làm chết nhà BG để có thể khai thác một quả nữa thôi. Đối đầu với game thủ 98 ở trong buổi tối ngày hôm nay. Trận đấu đầu tiên là trận đấu mà 98 cầm Win One nhưng bài rất xấu và không lên đời nên em ấy resize luôn. Và trong trận đấu này thì chim sẻ nắng và 98 sẽ đối đầu với nhau ở trong một chất quân mà chắc là sẽ không cần dùng đến phủ. Đấy. Này đừng ai bảo thằng Hải hát nữa nhé. Nãy anh không bảo sớm em vừa hát xong. Làm vòng đi dò, một bài đấu cũng đã có đồ ăn và những cái gỗ gần nhà tới game thủ chim sẻ đây rồi. Và hãy cùng xem là bài vở trong trận đấu này sẽ như thế nào. Tránh hiệp trần nhá. Đấy, bây giờ được đưa về tới bài đấu này. Em trai Tuấn Sa Cơ nhá. Dạ chưa anh ơi. Sớm mà anh, tối về ăn cơm với vợ. Cơm nước gì giờ này. Né sư tử, yêu bốn. Hy vọng bài vở tư tưởng chút để có thể chơi. Anh em thấy chất lượng âm thanh có ổn hết không ạ? Khó đấy anh Đỗ Tiền Phong ơi, làm sao 9-0 được 9-8. Tháng 3 không về C đã khó rồi. Em chào anh Thanh Michael Loi nhá. Đây, nay chào anh luôn. Hôm trước chưa nhìn thấy anh comment thôi. Chào anh Nguyễn Thanh Hùng ạ. Hai dân tách ra đi dò tới từ game thủ chim sẻ trong trận đấu này. Chào anh Mai Vương nha. Ok anh ơi. Rồi như vậy bây giờ được đưa về từ bài đấu này. Ok đúng không anh em? Cháy mạnh tiền ạ. Lúc nào rảnh rỗi Hải thử hát lại cái bài hit hôm qua cái nào à. Ok. Ok anh Tuấn Sa Cơ. Nhúp luôn. Đây bây giờ được đưa về tới từ bài đấu này. Và đến với trận đấu thứ hai ở trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn xin giới thiệu các bạn về nhà tài trợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. Nhà tài trợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều chương trình ưu đãi cực khủng dành cho anh em khi anh em truy cập theo đường link mà mình đã ghi ở phần bình luận, với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, voucher toàn sàn cho anh em luôn, với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng bông tắm khi mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào đang muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà tài trợ Richman thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi ở phần bình luận. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh Quân Lê rất nhiều nha. Hello anh em. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Em trai anh Đào Duy Tùng nhá. Hiện tại thì đang thi đấu tại chim sẻ nắng Sparkus Cyber Game nên là sẽ có những cái tạp âm thì mong anh em hết sức thông cảm. Đây là chiếc nhà BS tới game thủ chim sẻ. Đối đầu với Max C. Và quan trọng là cái con Max C đấy nó có khung hay không. Nếu mà khung thì chúng ta sẽ có thể có tình huống đó là đâm đi ngược với đội bạn chẳng hạn. Và đâm đi ngược với Max C thì đội bạn cũng hoàn toàn có thể có tình huống đó là chuyển cung A hai áo. Thì đó cũng sẽ là những cái vấn đề mà chim sẻ nắng cần phải chú ý ở trong trận đấu này. Rồi né được sư tử đây rồi. Em chào anh Minh nhá, hello anh. Em chào anh Thái nhá. Hôm nay anh Thái dự đoán kèo đấu này như nào anh Thái ơi? Là này hơi khó ăn kèo anh đấy. Đây là mỏ quả từ game thủ chim sẻ trong trận đấu này rồi. Bài thì bầy hươu mỏ quả vẫn đang đi dò. Có vẻ nó hơi lưu tiêu. Đấy, còn Kata này. 98 là một game thủ không đeo tai nghe là những cái lúc bình luận của mình nó... Mình cũng bình luận nó khá là khó. Bởi vì nếu mà 98 đeo tai nghe chia sẻ thì nhiều khả năng là 98 sẽ cũng nghe thấy mình nói. Nhưng mà 98 cũng đeo tai nghe là rất là dễ kiểu ảnh hưởng đến trận đấu ấy. Hải hát tương lai sau này em ơi à. Đấy, chúng ta tương lai để sau anh ơi. Chẳng ai biết trước tương lai sau này đâu. Chào anh Tuấn Tạ nhá, anh em nào muốn theo dõi mặt máy game thủ Vitamin U98 các bạn có thể tìm trên Facebook với từ khóa Vitamin Network AOE. Và bình luận viên Kami đang đồng hành cùng game thủ Vitamin U98 trong buổi tối ngày hôm nay. Chào anh Cường Rau ạ. Mạnh hào đi người của Vitamin đây là cứ dục sẻ quýt thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Không bịt được San Đốc ơi, anh mà bịt được nó thì anh bịt ngay rồi. Thằng này lì lắm. Vâng, đang ướm nhà BB. Trận này khó win lắm khê. Thế thì trận này win luôn anh.
Vâng, nếu như anh đã báo khê thì em sẽ cố gắng win trận này thôi. Em chào anh Trịnh Sơn Tòng nhá. Bài bên kia đánh 26 dân, sẽ đánh 25 dân. Đó là quyết định của cái kiếm thủ. 98 đánh bài 26 dân Marke. Và đấy cùng xem bài vở của 98 ở trong trận đấu này như thế nào. Ok anh Thái ơi, cảm ơn anh Quân Lê nhá, thank you anh. Tránh huy hiệu ạ. Điểm số chúng ta đang cao hơn so với cái thủ Vitamin U98 ở đây, dường như là bài đấu mà sẽ lên đời sớm hơn tới từ cái thủ chim sẻ. Ép đời vẫn rất mắc binh. Hôm nay là ngày mà anh phải đi rồi đấy. Chào anh Đinh Công Hiếu nhá. Ok anh Thái ơi, cơ cấu nhà cửa của mình. Rất mong anh em cho xin một like, một nút chia sẻ video livestream ạ. Gần 10.000 anh em đang xem rồi. Đây là kèo giao hữu hàng ngày chứ không phải kèo trong khuôn khổ giải đấu ai quán trội do League Cup, nên là không có mã QR code. Và ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại với trận cầu siêu kinh điển giữa chiếc trận nắng và cái thủ Sen Long tại quán nhậu tự do cơ sở số 2 Lê Đức Thọ. Anh em nào muốn theo dõi với cổ vũ trực tiếp cho chim trận nắng thì có thể đặt bàn tại quán nhậu tự do cơ sở số 2 Lê Đức Thọ vào khung giờ 18 đến 19 giờ tối mai. Và như vậy là đã có giò đến từ cái thủ Vitamin U98 ở trong trận đấu này. Và hai nhà có vẻ rất là gần nhau. Tự tin sửa chữa tỷ số à? Dạ thôi anh, thôi đi rồi. Nhìn ta biết rồi. Một bài 98 đang khai thác mỏ quả đây, nhưng mà có nông dân đây nên sẽ chưa thể xiên được con giò bên phía đối phương. Cả hai cái thủ đang ở rất gần nhau trận đấu này thôi. Và 98 còn lực từ mỏ quả này cực kỳ căng. Cảm ơn anh Quang Đào nhá, thank you anh. Đó đã xiên dân đối phương tới đối thủ chim sẻ đây rồi. Một con giò công giáp và 98 cũng có giò đến nhà chúng ta. Chúng ta sẽ là người lên đời sớm hơn so với đối phương ở trận đấu này. Vâng, đây là con giò bên phía đối bạn. Rất căng đấy. Rồi, tiếp tục ăn được dân của cái thủ Vitamin U98 ở trong trận đấu này. Làm tạm 3-4 dân ở đây đã nào. Kata thì về cơ bản thì con Y nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với con Y của Max C về lượng máu. Còn về cơ bản thì con Max C nó lại có cung A2 áo để có thể chống lại cái con Kata này. Quan trọng là bài vở của anh em như thế nào thôi. Rồi, chúng ta đã bắt đầu ăn được dân đội bạn đây rồi. Và bắt luôn con chém đầu đối phương không. Tạm lại hãy cái thủ chim sẻ. Đây, chém đầu rồi bạn đây rồi. Vâng, chưa thấy chém của 98 đâu. Con giò thì bạn đã loang hoàng ở đây. Bài 98 không biết là trốn đâu rồi mà sẻ vẫn chưa tìm thấy được anh em ạ. Và như vậy là có Y dành cho cái thủ Vitamin U98 ở trận đấu này rồi. À, đã có Y chém vào đây ăn một dân thì chúng ta bắt được chém bên phía đối bạn luôn tới thì chim sẻ rất ok. 98 cũng là một bài đấu bo nhỏ ra Y. Và quan trọng thì gặp chém đó kìa. Đây rồi nào ăn dân. Ôi, 98 về E hay quá anh em ơi. Pha về E rất nhanh tay tới từ game thủ Vitamin U98. Em chào anh Trần Ngọc Diệp nhá. Tốt. Ở đây. Ok. Rồi, kìa. Pha vẩy E đi 98. Khó chịu nha. Vẩy E rát thế này thì ai chịu được em nữa. Em vẩy E như vậy thì quá nét rồi em ơi. Ai chịu được em nữa đây. Những pha vẩy E đến từ cái thủ Vitamin U98 và chim trận đang cực kỳ căng. Và 98 đang không có bánh xe vì đơn giản nó là con Max C. Nhưng 98 đang có ruộng ở trận thiếu này. Sẽ phải làm cách nào để công được nhà cái thủ Vitamin U98 ở trận đấu này đây anh em. Với bài cầm Katarian của mình. Những con chém của 98 đã bị chơi và các bạn có thể thấy đó là game thủ Vitamin U98 đã mất nhà BL. Đã bị chim sẻ đang xiên nổ cho BL tới từ game thủ Vitamin U98. Và 98 sẽ không còn chém ở trận đấu này nữa anh em ạ. Sẽ không còn chém từ 98 và thêm một cái nữa 98 mất gỗ. Thì sẽ không đóng lại được BL. Và cũng sẽ không có button chuyển cung A tới từ game thủ Vitamin U98 bởi vì đơn giản đã mất gỗ rồi. Thì lấy đâu ra gỗ mà chuyển A. Còn một turn nữa của 98 mà có vẻ như là sẽ chưa tìm ra thì phải. Rồi, bắt đầu xiên. Một khoanh ruộng và bỏ vàng của đối phương thì sẽ chưa tìm thấy nữa. Ăn được thêm dân của đội bạn dành cho cái đủ chim sẻ. Và tiếp tục xiên 98. Bắt nạt Xuân Thứ với cả chúng tôi à. Bắt nạt Xuân Thứ này. Bắt nạt Xuân Thứ này. Ây da. Rất nhiều y đến từ game thủ Vitamin U98 ở trận đấu này. Món hoàng của chim sẻ đang đã bị phát hiện. Y Kata đối đầu với Y Make. Và 98 sẽ không có, đó chính là những con ngựa chém nữa anh em ạ. 98 chỉ còn con ngựa giò thôi. Chỉ còn ngựa giò đến game thủ Vitamin U98. Trận một team Smart Cup chim sẻ nắng thắng Trung Quốc 13-3 nhé Hải ơi ạ. Ok anh Hoàng ơi. Vâng, sẻ đang chưa tìm thấy mỏ vàng của 98. Và đây là mỏ vàng bên phía đối bạn. Tất nhiên là chúng ta sẽ cày vào đây rồi. Ây da. Nhầm em ơi.
Mày đi đâu? Ơi à. Ây 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 da. Mày không được, không được. 98 vẫn có y. Vâng, bắt được con chém của cái vụ viên U98 tới từ chim sẻ. Nhưng cả hai đều đang có ruộng và có vàng ở trong trận đấu này. Bỏ vàng 98 thì ở bên ngoài, nhưng nãy giờ thì 98 cũng đã tích được một số lượng vàng, mình nghĩ là cũng khá nhiều rồi. Và trận đấu vẫn đang rất căng khi mà cả hai game thủ đều đang có những con y và đang chưa có cách nào để công nhau trong trận đấu này. Vâng, đây là y của thủ Vinu 98, rất nhiều y đây 98. Nhưng con y đã có giáp 4 sẻ ơi. Y 98 giáp 4 rồi. Khỏe nhờ. 98 lên được giáp 4 cho những con y của mình. Đó là vấn đề của thủ chim sẻ. Y Maxe giáp 4, nó sẽ lì hơn y của Kata. Sẻ chưa có giáp 4 cho những con y của mình và đang bị đẩy lùi. Cực kỳ khó thở, 98 đang rất châu y ở trận đấu này anh em nhá. Tham Lai đang cân. Cả 98 và chim sẻ đều tham 2x. 98 còn dò biết chạy đâu rồi. Đi đâu? Và đứng đón sẵn ở trên con dốc này. Đến là đón. Đang cái giáp 4. Xong làm cái công 4 nữa là Macbeth. Nhưng mà phải tách thêm dân vào đây. Bây giờ ruộng ok rồi. Càng phết đây anh em ạ. Một bài đấu mà 98 đã có được giáp 4 cho y. Và y 98 đang đẩy lên nhà chim sẻ. Rất nhiều y Maxe. Và Maxe này thực sự đang nhiều y. Và chim sẻ đang chuyển sang chế độ đánh thủ ở trận đấu này rồi. Khi đối đầu với thủ Vinh U98. Chờ giáp 4 nào. Rồi lên xong rồi. Xong. Mày dãy nảy lên chưa em? Chạy nhanh nhờ. Ừ. Này nhà. Lùi dân lại. Vâng, đã bắt đầu bị 98 xiên vào tới từ game thủ chim sẻ. Vâng, rất nhiều y đến từ game thủ Vitamin U98 ở trận đấu này. Các bạn có thể nhìn thấy những con y Maxe nó cực kỳ là đông đảo. Những con y đã có giáp 4 tới từ game thủ Vitamin U98. Và đội bạn bắt đầu xiên vào ruộng của chim sẻ nắng. Chạy thôi. Xiên. Vâng, bắt đầu có tên sọc xiên tới từ cả hai game thủ. Còn có lạc đà sẽ cứ đứng nhìn thôi, bắt buộc là phải đứng nhìn thôi. Vâng, đến là đón. Đây con giò này bạn ơi, kìa con giò nó sọc dân vàng kìa sẻ ơi. Vâng, con giò sọc dân vàng rất khó chịu đến từ game thủ U98. Và Tham Lai chim sẻ đang ở số là 2x khi đối đầu với 98 trận đấu này. Đã bắt được những con y bên phía đối phương. Vâng, con giò vẫn còn sống, rất khó chịu. Vừa phải nhá, cay lắm rồi đấy. Nhưng thì uống chọc giò đến từ 98, bởi vì 98 mất BL. Đây, y rồi bạn đây. Xỉa, con giò kìa. Cái đệt. Mệt mày quá rồi. Rất khó chịu đến từ 98 với chỉ một con ngựa giò thôi anh em có thể thấy. Và vấn đề bây giờ là đội bạn vẫn còn mỏ vàng. Rồi. Áo. Mày này. Và đang xiên nhà đội bạn dành cho game thủ chim sẻ trong trận đấu này. Y vẫn đang đều, có cày nổ ruộng nó không? Hay như thế nào đây? Em chào anh Vũ Thắng nha, chào anh em. Con giò 98 đã ăn được khá nhiều dân vàng với thủ chim sẻ rồi. Và đây cùng xem ở trận đấu này thì 98 lại tiếp tục đẩy một tên đi nữa, chạy thôi. Vâng, em đến thì anh chạy được chưa? Xiên ruộng anh à, cay ghê. Pha xiên ruộng chim sẻ tới từ 98. Và bắt đầu có BL tới từ game thủ Vinu 98 rồi. Và tôi đã nhìn thấy có một con ngựa chém. Tôi đã nhìn thấy 98 có chém. Nhưng con chém vào đây thì chúng ta có lạc đà. Và lạc đà ra là không giáp đầy đủ. Xiên. Lần 98 đã chạy hết rồi, bay hết ruộng lên 98. Đi đâu em ơi? Đi đâu em ơi? Cả nhà mình ơi. Lên. Này. Còn chém đâu em? Không biết con chém 98 đâu rồi, nhưng dân 98 đã bay, mỏ vàng cũng đã bay, và khoanh ruộng thì bậy xiên hết rồi. Đội bạn có một tân dân đang chạy đi đâu đó mà chúng ta chưa phát hiện ra, và có một tân dân đang gỗ ở cạnh cái BS ăn vàng. Đấy. Đang cày nổ nhà 98 và Tham Lai càng đánh càng đè dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Với bài đấu cầm y Kata đối đầu với y Maxe. Vâng, xin con giò không? Tìm ngay thằng em số đâu ăn quả nên sao? Đã có ngựa giò trên chim sẻ, vẫn là những con y và những con chém đội bạn lao vào. Rất khó chịu đến từ game thủ Vitamin U98 với một nhà BL mới được thiết kế. Mày vào đây, có thêm con chém nữa, mày vào đây. Anh đang chờ em đây. Và đây là chém của đối phương. Và những con y đội bạn đang lao vào. Mày vào đây này.
Vẫn là những con Y bên phía đối bạn. Và đây những con Y của Make vợ 98 vẫn còn một chém nữa anh em ạ. Tham Lai đang số là 19 đấy từ cái thủ chim sẻ thôi. Trận đấu đang rất căng và đang giải đi quanh nhà. Vợ 98 ăn hoang ở đâu vẫn đang sóc một chém đều. 98 đang sóc một lờ đều. Căng quá nhờ, sóc một lờ đều này. Khét đấy. Đây là một trận đấu bất sẻ, không có bánh xe. Lạc đà ra đã bắt được con chém bên phía bạn. Còn đây là những con Y, từ từ ba con thì bình tĩnh. Ra đều Y nào. Vâng, 98 đang ăn hoang ở đâu? Đó là một dấu hỏi rất lớn dành cho cái thủ chim sẻ. Không phát hiện ra tận ăn hoang bên phía đối bạn tới từ cái thủ chim sẻ nắng. Bắt đầu vấn đề. Và lại xiên nổi nhà BL bên phía đối phương, đối bạn còn tầm 2 bàn chém nữa. Có Y về luôn đến từ 98, xiên e nó đi. Vâng, Y 98 bắt đầu vào, lạc đà của sẻ cũng đang đứng kê ở đây. Chém của 98 đã ăn được dân vàng của chim sẻ rồi. Vâng, đuổi con chém này. Trận đấu vẫn đang rất căng anh em ơi. Ok. Đây nó bảo nó ăn cái mỏ quả này rồi. Mày làm sao giờ mất 4 con dân này thì đánh cái gì nữa em? Quýt. Ok, 4 dân nó. Đấy, rồi nhúp đi. Vâng, anh không ăn vàng nữa được chưa? Anh không ăn vàng nữa được chưa? Làm trò gì? Làm trò gì? Vâng, lại là con chém đến từ 98. Chịu khó thật sự đến từ game thủ của team Vitamin trong trận đấu này. Làm sao? Vâng, như vậy là dân 98 mang ra ăn vàng đã bị sẻ xiên gãy. Tầm này thì Tham Lai sẽ càng đánh càng đè thôi, mặc dù Tham Lai chúng ta chỉ là 1x. Ai rồi ơi các cô ơi. Siêu. Các cô ơi, Kami ơi. Bạn có nghe thấy gì không? Và một tên luồn dân đi ăn vàng xa đến từ 98 nhưng đã bị xóa sổ trong trận đấu này. Và tỷ số là 2-0 dành cho chim sẻ nắng được chưa anh em? Xích cổ nó ngay. Và một tên trốn khá xa tới từ game thủ Vitamin U98 nhưng đã bị chim sẻ nắng tóm được. Và 2-0 ở trong trận đấu đầu tiên. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trận đấu tiếp theo. Sau đây thôi, trận chung kết sớm 98 trong trận đấu này được chưa anh em? Anh em thấy được chưa ạ? Nếu như anh em thấy được thì có thể comment chữ được trên chat được không anh em? Nhả 1C thôi Hải nha. Ok anh, vậy anh cứ nhả được em cứ xin. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trận tiếp theo sau đây và lên nhạc. Comment lại nè. Bơ, quýt. Ây da, hít tờ tí te các bạn ạ. Và gáy tỏ tí te đến từ 98 luôn. Để bắt đi dò đầu tiên đến từ cái thủ chim sẻ và đấu được cầm Persian đối đầu với Hitty bên phía đối phương. Và trận này thì mình nghĩ là 98 sẽ đánh đó chính là lạc đà không? Hiện tại cũng chờ. Úi đang định nhắn thế à? Nhắn thì nhắn hẳn thôi ra. Lại còn đang định nhắn thế nữa. Còn dần dừ gì nữa mà không khen anh Hải Mario đẹp trai. Chuẩn chưa? Trai anh Hải Mario đẹp dài đúng rồi. Thank you em. Anh biết mà. Đấy, giới thiệu anh em bạn có tên Facebook là Trần Duyên. Với quả avatar hồng hào. Nhìn mặt rất là nọn đây rồi. Khả năng sắp tăng cân không giảm được nữa. Ăn hơi nhiều anh em ạ. 100% trận này sẽ thua. Thế nếu như thắng trận này thì sao phải anh Tùng? Cái ý là trận nào mà cũng có một lần dự đoán thua. Nhưng mà đi dò đầu tiên tới từ cái thủ chim sẻ. Với một bài đấu được cầm pơ đối đầu với Hitty bên phía đối phương. Yêu anh Hải à? Ok ok. Làm vòng đi dò đến bài đấu này. Có bài đấu cầm pơ chúng ta rất cần voi và heal để có thể ép đời và thi đấu với 98. Ví dụ như thế này rồi. Và ta hãy cùng xem 98 trận này sẽ lựa chọn đánh gì nhá. Đôi bạn đánh kiểu lạc đà thủ phù xong kẹp thêm cung R thì cũng sẽ rất khó. Thì game thủ chim sẻ này có thể dậy. Nếu như bài chúng ta không đột biến thì sẽ cực kỳ khó chơi. Ok anh Tùng ơi. Chạm 3 về C anh Vũ ạ, chứ không phải là đánh 5C. Ai chạm ai thắng 3C trước thì kèo đấu sẽ kết thúc anh nhá. Rồi ok, vuốt trượt 3 lần thế này là không ổn rồi. 98 thì đang phát trực tiếp trên fanpage Vitamin Network AOE nhá anh em. Anh em có thể tìm trên Facebook với từ khóa Vitamin Network AOE để có thể theo dõi thao tác của game thủ Vitamin U98 trong buổi tối ngày hôm nay. Ok à. Pơ cung A nhưng mà cung A pơ đánh nhau nào được cung R hit anh em. Đam bằng nhau con kia nó nhiều máu hơn. Mỗi cái nó ra chậm hơn thôi. Nó cơ động hơn. Đánh nào được cung R hit. R hit đam bằng cung A mà. Làm vòng đi dò dành cho bài đấu này. Em chào anh Nguyễn Văn Tuấn ạ. Hello anh em. Hôm nay không mặc vest nữa anh em. Hôm qua đánh văn phòng mặc vest.
ghe ghe tí thôi. Ở đây sẽ là chiếc BS đầu tiên. Sang Nguyễn Trung Kiên nhá. Viper đối đầu với Hitty. Càng đấy. Trận này nhìn hơi bàn tỉ càng. Map sầu. Này không hát à? Không anh ơi, nay đang bình luận tại quán net nên không hát được anh ạ. Này hát đây sợ anh em gõ rồi nhấc người. Rồi sẽ quên voi này thôi, đây con voi đầu tiên, còn hai con nữa, cứ từ từ. Rồi đâu sẽ có đó, vào dọ hết. Hay ra, S2 à? Vâng, cái đời trong đầu 6 với 23 dân. Ở thế bình hiệu nữa, ok, mắc beo. Không có tân đi dân. Ôi giời, anh Quân Lê ơi, chán thế. Buồn quá anh Quân ơi. Đây con voi được đưa về đến nguyên thủ chim sẻ. BB thiết kế đây rồi, bài 2BS luôn. Tối đầu với 98, có vẻ như đang kiểu muốn bắt bài à? Nhìn này giống kiểu muốn bắt bài bởi vì đối phương đấy chém ta đánh thẳng cung A luôn. Thấy 2BS này tôi nghĩ là sẽ cũng có thể lựa chọn bài đánh cung A không. Nhưng mà đánh 23 dân này thì mình nghĩ vẫn là lạc đà thiểm đầu chứ nhở. Thôi rồi để xem sẽ đánh gì trận đấu này nha anh em. Và đến với trận đấu này, tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam. Nhà chợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều ưu đãi cực khủng tới từ nhà chợ Richman khi anh em mua hàng qua đường link mà mình đã ghi phần bình luận với rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, voucher toàn sàn cho anh em luôn, với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng bông tắm khi mua sữa tắm, combo lịch lãm và combo nam tính. Anh em nào đang muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Tất nhiên là bài này phải kích 9 rồi anh em. Bài đẹp. Ai có ý đồ. Tránh Giang ạ. Ai lên bú lên tí này nữa. Đó đã có rồi. Mục tiêu sẽ 12 giờ. Công rap. Hôm nay không có mã QR nha anh Sơn ơi, mai ạ. Ồ. Lên đời sớm 98 rất nhiều trong trận đấu này dành cho đối thủ chim sẻ. Quan trọng bài đội bạn ở đâu và đang có một thế nhà như thế nào nữa anh em ạ. Ở đây có một mỏ vàng, liệu rằng 98 có ở đây hay không? Chúng ta cùng chờ. Ở đây. Đúng là BL đây thì đối thủ 98 các bạn thấy chưa? 98 cầm những chất quân như này lên muộn thì sẽ đánh BL để thủ phù nhá, tranh Hải Long ạ. Sẽ đánh L và thủ phủ đây 98 à. Chúng ta cùng xem là 98 có một tên giò không. Rồi là một dân 98 đã không có nhiều. Đây là dân ăn hoang của đối phương với bầy hiêu con voi. Rồi tiếp tục chọc đến dân đội bạn. Đội bạn đang có những con bo nhỏ ở đây rồi. Và đây là một quả ăn hoang của game thủ VTV 98 mà đã bị game thủ Chim Sẻ Nắng phát hiện. Thì uống vẩy E98 để giữ từng con nông dân của mình. Lạc đà đã bắt đầu đẩy lên đây rồi, lợi thế đang có đến từ game thủ Chim Sẻ khi mà lên đời sớm hơn. Và đang công rất rát vào nhà của game thủ VTV 98, có ngựa giò 98 đến nha. Và dân 98 đang nằm xuống rất nhiều trong trận đấu này. Ôi Kaku ơi, bò nhà thế này thì chết dở rồi. Và 3-0 cho Chim Sẻ Nắng ở trong trận đấu đầu tiên. Được chứ anh Tùng này. Nét luôn, 1-0 VC cho Chim Sẻ Nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay. 98 bò lỗi nhà và đây là bài hit thì đúng trong truyền thuyết. Nhưng mà 98 dò lỗi voi hiểu đây này, đúng không? Chắc chắn là dò lỗi voi hiểu chứ. Bài hai quả phụ nhưng mà dò lỗi voi hiểu. Chứ thấy voi hiểu này thì 98 sẽ lên đời sớm hơn chút đấy. Có kiểu voi câu về, hiểu về nữa thì nó sẽ sớm hơn rất nhiều. Nhưng mà dù gì cũng là 1-0 VC anh em ơi. Như vậy là Roman đối thủ chim sẻ. Roman Romantic đối đầu với con gì đây, chúng ta hãy cùng chờ. Làm tạm 1C trong buổi tối ngày hôm nay dành cho đối thủ chim sẻ nắng đây rồi. Nhưng mà đi dò đầu tiên tới từ đối thủ chim sẻ trong trận thiếu này. Quả đâu? Đây ạ, đây là một quả đầu 6 cây. Bài cầm Roman, quả đầu 6. Nháy quân gái cụ ơi. Chỉnh dân quả đã anh em đợi tí. Mark à? Sao anh em đã biết là Mark nhanh vậy?
Đừng dọa, đây không sợ đâu, không phải nháy. Ây ôi, chết rồi, không kịp nhìn. Ây à. Ây à. Đợi tí em ơi. Cày ghê. Ma à? Ok, ma. Hay, nhảy quần đấy đi kinh rồi. Dô ma anh em ạ. Không phải đánh đủ 5C mà là đánh chạm 3BC anh em nhá. Đấy rồi, như vậy là đã có những cái đồ ăn đầu tiên tới nguyên thủ chim sẻ. Roman Max C. Con này cân thôi. Anh họ phải tên chú ý anh có mượn thêm lần nữa, như vậy là nhiều khả năng là bị ban đấy anh ạ. Anh lại đọc thế nhà đội bạn như thế này nữa. Em chịu anh rồi. Phá hoại à? Ok, em cảm ơn anh Tùng nhá. Rồi em bàn chat ông họ và tên này đã anh em. Mệt quá. Ây, nhiều thế. Sẻ hôm nào vai cái gì cứ bắt là thằng đệ anh nó quen. Ok, trời ơi. Ai như mới kèo vitamin riêng mà vào kèo solo thì bất kể thí sinh nào đã xin mời các anh bơi vào đây. Sẵn sàng đánh kèo chạm 3BC bất kỳ thí sinh nào. Từ đầu to đến đầu nhỏ. Vâng, từ A đến Z luôn. Rồi, như vậy là em đầu thiết kế cái vụ chim sẻ đây rồi. Hào lại còn vào gáy nữa thế này. Sao anh Phương Bắc ạ? Chưa anh ơi, tối về ăn cơm với vợ chứ. Đây, voi đây, yêu đây. Đối đầu với Maxi thì chúng ta có thể có một bài đấu khung nhà chẳng hạn, đi chém cho đối phương có kín nhà hay không. Ví dụ đối phương kín nhà chúng ta có thể có chương trình đó là đâm y ngược, làm tí xiên bẩn. Đội bạn mà đánh kiểu ăn hoa thì chúng ta có thể sóc chém đi quản thủ y nha. Kiểu kiểu vậy. Bài thiếu một mỏ quả nữa. Tìm có mỏ quả cái. Ok, cảm ơn anh Tùng Nguyễn nha, thank you anh. Còn vòi tiếp theo cái gì ấy? Ơ cái gì ấy? À, hơi bậy nhỉ, tí đi anh em ạ. Vâng, và đến với trận đấu này, trận thi đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ hai của đội giữa chim sẻ nắng và kim thủ Vinu 98. Rồi xin giới thiệu bạn về nhà trọ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam. Nhà trọ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều ưu đãi cực khủng tới từ nhà trọ Richman khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, voucher toàn sàn cho anh em luôn, với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng bông tắm khi mua sữa tắm, combo lịch lãm và combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà trọ Richman thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, em cảm ơn anh Tùng với hai ly cà phê. Hít đi nhưng mà chưa giòn đâu anh trai ơi, đi rồi. Ô, ảo thế. Không đi kìa. Đỏ nhờ. Đọc nhanh thế anh loát làm sao được mà chốt đơn là anh cứ truy cập theo đường link mà em đã ghi phần bình luận là được anh Tú ơi. Vâng, bao giờ mới lại được lên Hưng Yên để giao lưu với anh Tú, với anh Kỳ đây. Cay ghê. Nào anh em Hưng Yên làm buổi giao lưu cho em, gặp anh em cái. Năm ngoái năm nay chưa gặp anh em rồi. Ok. Rồi, anh cũng xem là 98 sẽ ở đâu trên bản đồ con. Con xe dò sẽ tầm này sẽ đẩy đi tìm nhà đội bạn. Có khi nào 90 không Hải? Trên lý thuyết đến thời điểm này là còn cửa. Nhưng mà về trên thực tế thì chúng ta phải, em không dám chắc. Trên thực tế thì thực sự là em không dám chắc anh ạ. Trên lý thuyết thì còn, nhưng mà trên thực tế thì chưa dám chắc điều gì cả. Lên đời sớm hơn 98 ở trận đấu này rồi. 26 dân tới từ đại diện team Vitamin. Ok. Bài kia trong 10 thôi. Anh Vơ làm bên Ego anh ạ. Anh không làm cho chim sẻ nắng studio anh em nhá. Để anh Vơ không bị luận sẻ nữa. Về 2x đều tay. Cơ cấu nhà cửa với mình. Ra rùa. Rồi chắc con giò đầu sẽ đẩy 6 giờ thôi. Không giáp. Chỉ đám lên đời khá là muộn ở trận đấu này. Ok. Quá hay. Rồi. Papadakis. Lauren. Oh, Papadakis.
Con giò đang hơi lỗi rồi, chim sẻ chưa tới nhà 98 anh em ạ. Đâu nhỉ? Cho nó ghé đây, kín đi. Rồi, kín rồi. Đây, 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 bỏ vàng cũng ơi. Đã bo xong mỏ vàng đi 98 như vậy, bắt đầu bài bo nhỏ đi 98 anh em nhá. Đúng ý nhà thơ đấy. Tìm ra đơn thoát được bạn nào. Đừng bánh xe. Một bài đầu 98 đang đánh kiểu bo nhỏ để đối đầu với cái thủ chim sẻ trong trận đấu này anh em ơi. Chúng ta mới thấy mỏ vàng với cho các bạn thôi. Đã lên đời xong với cái thủ Vinu 98 có hai bóng ruộng ở nhà, chúng ta đã kín nhà trận đấu này. Chim Tam trốn khéo nhờ, đang chưa tìm thời gian ăn hoan đội bạn đến từ chim sẻ nắng luôn này. Rất ảo mà Canada đến cho cái thủ Vinu 98. Vẫn đang tay ngựa chém ngựa dò đi quản. Tới từ chim sẻ nắng. Đây. Đã có bánh xe. Ô hay trốn kinh nhờ. Thế anh em không thấy đâu luôn. Sợ. Bia hay y thủ. Rồi như vậy là thủ y. Đây 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 đây. Ô nó vừa đen đen kìa. Đây nhà BL với các bạn có ruộng đây luôn. Đây thủ chỉ 8 thôi. Hello baby. Ăn được hai dân đội bạn. Ây 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 ây. Rồi bắt đầu có giáp tới thủ chim sẻ. Đã phát hiện ra khoanh ruộng bên phía đối phương. Hai anh chém đội bạn đang đi quản. Rất khó chịu ở đây. Tham lái 30 dành cho thủ chim sẻ. Rồi bạn có button ăn hoàng ở trong 9 giờ với mỏ quả đã ăn hết và đang có ruộng có gỗ trong này luôn. S đầu trong 9 giờ luôn. Rất ảo ma Canada với thủ 98. Rồi có gì đây rồi. Bay. Ai già vậy khéo nhở. Làm sao. Làm sao. Làm sao. Làm sao. Không nghe. Không nghe. Có y đến từ 98 đến nhà. Không nghe. Mày sửa hộ anh bỏ vàng này cái nào. Mất vàng thì em lấy gì chơi em ơi. Hai bỏ vàng của em ở hết đây hết rồi. Ôi em ơi. Là em ơi. Đợi y đi. Làm sao. Không nghe. Dã cho cái nữa. Chuẩn rồi. Đã hết vàng thì 98 thả mỗi bỏ vàng một con y nào. Tân đồng y đóng y gần nhà chim sẻ đến từ Vinu 98 và bật 12 giờ đang bị xiên lại còn vẩy xong nữa thế này. Em dài quá nét rồi. Ây ôi. Ai rồi. Ai rồi. Ai rồi. Ai rồi ôi các cụ ơi. Không nghe. Vâng tất nhiên là không nghe rồi. Mời em sơi. Này thì vẽ ruộng. Ờ tập này thủ là thắng anh em. Tỷ số sẽ 1-0 cho chim sẻ trong trận đấu thứ hai thôi. Rất ok đúng không anh em. Một bài đấu Roman khung nhà. Và tỷ số là 1-0 chim sẻ. 4 trận thắng thông. Rất tuyệt vời. Chúng ta cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo. Trận đấu thứ hai trong trận đấu này ngay sau đây thôi. Babylon tới những thủ chim sẻ trong trận đấu này. Gì vậy. Chào anh Nguyễn Hoàng Thanh nha, chào anh em. Rồi anh em có thể cho mình biết là 98 cầm quân gì đúng không ạ? Baby Ia, ok như vậy quân bạn sẽ đánh giá nhìn cho ta một chút. Yamato dành cho anh thủ Vinu 98. Làm vòng đi dò tới từ cái thủ chim sẻ thôi. Một bài đấu được cầm Babylon. Baby đối đầu với Ia. Không bỏ quả đâu. Đấy cũng xem đồ ăn trong trận đấu này. Tránh điện lại Ngọc Nguyễn nhá. Nào, thế bây giờ anh Tùng ý anh sao? Vâng, con nào sẽ chiến thắng trận đấu này? Hai voi đã có thì đủ chia sẻ đây rồi, có một cái rừng. Quả đầu 7 cây. Baby à, chúng ta có thể đánh phù đôi bạn chẳng hạn để xem 98 bài vợ như thế nào nữa anh em. Bài chúng ta mà đẹp lên sớm thì cũng chẳng ngán gì đi ai cả. Bởi vì chất quân chúng ta nhỉnh hơn đối phương. Vàng là một mỏ vàng sát mép bản đồ đây, khá là ok. Ok anh Hoàn ơi, lâu lắm rồi anh em mới gặp nhau và ngày mai thì anh sẽ có mặt tại quán rượu tự do cơ sở số 2 đến Thọ để cổ vũ trực tiếp chim sẻ khi đối đầu với thủ Sen Long. Vâng, anh Quyền Chí Long. Và buổi tối ngày mai sẽ có một cuộc chạm trán cùng chim sẻ nắng của chúng ta. Anh không còn ý kiến gì nữa à? Ok anh. Rồi với điều này về. Thiếu một đồ này từ cái thủ chim sẻ thôi. Đăng bài anh thấy mà. Chưa, anh chưa gọi được. Làm vòng đi dò tới bài đấu này. Bấy hiệu sẽ được đưa về thành công tới game thủ chim sẻ đây rồi.
bài đấu được cầm con Baby đối đầu với IA. Yêu đã được đưa về thành công ở trận đấu này, gỗ đậu không hề xa đến từ cái chim sẻ. Ngày mai thì anh em có thể đến tại quán nhậu tự do cơ sở số 2 Lê Đức Thọ để có thể thực cầu vũ chim sẻ năng trong cuộc đấu với Sen Long anh em nhá. Cái bài này thì con Baby Long chả sợ gì con IA Mato, không hề sợ luôn. Liệu anh chị đám có tự tin đánh thẳng cùng ai không? Chém chuyển A thì hơi khê, bởi vì bài này chị đám sẽ không thể nào mà lên đời quá đột biến với chim sẻ nắng để có được những ưu thế thiểm đầu được. Sẻ thì mình nghĩ sẽ đánh BL thiểm đầu rồi. Mai để em bình luận thay cho à? Ok anh, em trai Vũ Trọng Quý nhá. Ai à, anh Hoàn bình luận thay thì ok luôn. Bắt đầu đưa thêm voi về tới từ bài đấu này rồi. Vàng cũng đã thấy hai mỏ và đẩy xe do tìm nhà đối phương được rồi. Đây là voi đầu tiên. Đúng rồi anh ơi, mai đối đầu xe long qua nền tảng Gplay anh em nhá. Sánh Linh Hưng ạ, chào anh em. Rồi, còn vào tiếp theo tới đối thủ chim sẻ. Và đến với trận đấu này, trận đấu thứ hai ở trong trận đấu thứ hai, tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nhà trợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. Nhà trợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều ưu đãi cực khủng dành cho em khi anh em mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, voucher toàn sàn cho anh em luôn, với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng bông tắm khi mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà trợ Richman thì anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ Nắng Studio nha. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Chào Trần Trung Hiếu nha, chào anh em. À, lại cùng xem sẻ cơ cấu nhà cửa trong trận đấu này như thế nào đây. 25 dân 7 3x. Tôi đề nghị ban tổ chức nhận được do tổ chức một kèo sâu mát giữa sẻ vừa hào à. Thôi, kèo đấy đánh thì chỉ khổ cho anh rồi, đánh cái gì mà sâu mát. Bảo sẻ cười gái ơi, chứ mặt nó lì quá. Không, giờ mày bận lắm, mày không cười được. Bận rồi. Trả thù cho rapper Xuân Thứ cái. Chào anh Hoàng Minh Luân nhá, chào anh Nguyễn Cường ạ. Hai mươi sáu dân và gió 24% bản đồ thì 98. U98 đang live trên kênh Facebook Vitamin Network AOE anh em nhá. L chắc chắn rồi. Điểm số U98 đang khá là cao, có vẻ bài U98 lên sớm đấy, 24%. Chào Linh Thế Mạnh nhá, hello em. Cộng dân sành điệu nữa. 10.07. Đấy, em lên sớm hơn được thì anh cũng chịu, 25 dân cộng 1. Dạ chưa anh Cường Boca ơi. Xuân Thứ biết đọc rap à Hải? Đúng rồi anh ơi, Xuân Thứ có đăng ký đi thi rap Việt nữa rồi anh ạ. Có tội là bị loại thôi. Bạn em có đi thi ở rap, hát rap mà. Chào Trịnh Đoàn nhá. Rồi như vậy chị đám lên đời muộn hơn chim sẻ trận đấu này. Vẫn đã phát hiện nhà đối phương ở kia rồi. Với cái thế bài này thì chúng ta ăn vàng cùng nhà ra P. Xem chị 8 tự tin đánh cùng ai không. Bài lên muộn hơn tới chị 8. Đây rồi. Nào em trai đang có bài gì đây? BL tới chị 8. Không tự tin đánh cùng ai, bài 3 voi hiêu về. Quả phụ khét phết đấy chứ. Tránh Trương Đình Nguyên nhá. Ây da. Lọ mọ ăn bầy hiểu ở đây à, có giò đến nhà, ấy à, chúng ta bị lọ con giò trong nhà, mệt phết đấy. Nào tụ dân lại nào, một đời xong, một đời bánh xe. Quên hai dân này. Và như vậy sẽ giật giò bầy thủ, vừa nằm xuống con đông dân đầu tiên rồi. Chỉ làm đây chém nên sẽ cũng chưa vội đi công nhà đội bạn. Chúng ta thủ giò này đã. Giò như là không có giáp à. Sẽ là bài chơi lạc đà ô mô. Còn 3 dân rồi. Khá giáp đến chỉ là 4 dân chim sẻ nằm xuống với cái giò công giáp này. Đau thế. Rồi kéo cả lạc đà về xích con ngựa giò đối phương luôn. Tới từ chim sẻ. Sư tử cắn. Ok. Không phải thế mà không cắn anh em bạn ơi. Cắn lạc đà bên mình. Cày. Xin phù rồi, ra dân thôi. Để xem chị làm đánh gì nào. Ai giờ có chém nhà, chốt e, chốt e, chốt e.
Và chiến thắng đang thả chém vào nhà chim sẻ đây rồi. Để con chém tới thủ Vitamin U98. Mày. Ok. Giữ giò. Rồi tạm thời giữ được con giò đi. Chim sẻ như sư tử đã đuổi con giò. May quá nó không đuổi nữa rồi. Đây chém các bạn đây. Mất thêm một lần nữa để chủ chia sẻ bắt được chém đây rồi. Và chỉ đáng có chuyển ai không thì anh cũng chờ. Lên. Ba mươi một dân từ thủ 98 ở trận đấu này rồi. Và 98 có ra dân và đang nhiều dân hơn với thủ chia sẻ. Chưa kể sẻ còn chết dân nữa. 98 xả và khá nhiều dân trong khi tân đi công của chim sẻ thì không ăn được dân đội bạn. Chúng ta cùng chờ. Đây là BA từ 98 và 98 sẽ chuyển cung A hai áo ở trận đấu này. Cung A là hai áo luôn từ 98, ba con cung A cũng khỏe thế. 98 khỏe lắm anh em ơi. Rất khỏe như cái thủ Vitamin U98 với những nhà BA của mình. Căng. Vào đây nhà đội bạn. Có chém có cung A đây nữa. Sẻ cũng đang tăng A để có thể đuổi theo với game thủ Vitamin U98 đang chạy đua vũ trang anh em ạ. 98 cung A áo khỏe lắm đấy. Lực phết. Con giò chúng ta không đi công được nhưng mà giò đội bạn đã giò công giáp lao vào, giò sẻ giò ô mô nên cũng chả chơi được dân của 98. Và mình nghĩ là bạn sẽ đẩy vào cái mặt BBM này. Đẩy nhanh vào đây luôn. Đây, đã đến rồi, nhanh thế. Giờ đối đầu với cung A. Phù đang lùi. Đây con cung A của IA. Gần 10 con luôn, sẽ đâu phù. Một cung A nằm xuống. Hai cung A nằm xuống, bắn đi kìa. Vâng, cung giờ đứng sau, phù thêm con nữa là tươi. Có cả chém ra luôn BA tiếp theo đây của chim sẻ. Vâng, lùi. Lùi lại hồi máu. Đợi tân phù tiếp theo và tân phù này hồi mana có thể chơi được. Có thêm cả ngựa chém nữa của chim sẻ nữa, mang ra đảo đi. Cho chém ra đảo nào. Rồi chơi. Đợi hồi mana. Vẫn là những con phù thủy thôi. Phải phù chuẩn chỉ ở tuần này đây chim sẻ. Phù được một cung A nữa rồi, phù tiếp đi. Và con cung A này nằm xuống luôn. Vẫn đang thủ được đến từ game thủ chim sẻ nắng khi đối đầu với 98. Hồi máu yêu cung lừa nào. Giờ lên cái đầu máu nữa là đẹp. Ai à. Hay nhờ. Hay nhờ. Hay kìa. Đây là hai con chém của 98 nó đẩy vào. Cung A đang đứng ở đây. Tóm luôn tên cung A này trước. Chém, chém. Nào, mang chém lên đây. Mang chém lên đây. Mang chém lên đây. Và 5x đó là thăm lại tại tới những đủ chim sẻ và đầu máu nâng cấp luôn. Cực kỳ chủ động. Và đây là những con cung A bên phía đối bạn. Chú ý những con phù. Phù đây. Hello baby. Em ơi, không phù được con chém nào nhưng chim sẻ cũng là bị tắc bên trong. Đang rất căng khi mà 98 công cực kỳ rát với những con cung A hay áo của Yamato. Rồi đấu thôi. Điều nào. Tập trung điều tên này. Ăn được những đơn vị đó chính là. Rồi phải được. Cung A của đối phương tới thủ chim sẻ. Chém đôi bạn đang đi vào khu vực khoai ruộng của chim sẻ nắng ở mặt 9 giờ. Trận đấu vẫn đang diễn ra một cảnh vô cùng căng thẳng. Dân đào vàng để sắp phù đều. Và tập trung đi ra bắt quân. Rồi bạn sẽ đứng cung A để kê cho chém đi vào đây. Dành cho game thủ Vitamin U98. Đây rồi, đây là cung A bên phía đối bạn. Tên này thì cũng không quá nhiều. Sẻ đang bị bắn những con nông dân sửa e. Thêm một dân nữa ra sửa. Phù được cung A đối phương rồi. Đẩy lui tên này. Vậy, tốt. Pha về e vẫn là ok dành cho game thủ chim sẻ. Xích cổ hai con chém lại. Mày đi đâu? Đi đâu? Phù đi. Phù à? 4A bắt đều đang chưa có tay để phù nhưng mà. Rất mất tay. Và vừa rồi là phù được con cung A rồi nên nó hết mana. Bây giờ tiếp theo đến từ cái thủ chim sẻ nhà ông. Chỉ dám không còn chém bên ngoài nữa rồi. Đôi cầu lại những siêu ruộng này. Và chúng ta đã thủ xong mặt 9 giờ. Sau tên này có lẽ nên soi thăm dân một tên. 98 mình nghĩ là đang khá nhiều dân rồi đấy. 5A dành cho anh thủ chim sẻ nhà ông. Tụ cung. Cung the baby. Kẹp với phù thủy. Đối đầu với cung A của Yamato. Mày vào đây. 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 Rồi phù có chém rồi. Nó con kia, nó con kia, nó con kia. Có một phù nữa. Mày vào đây. Ơ, hết mana. Ảo thế. Đang bung nhà chúng ra đây rồi. 98 cũng đã mất con chém của mình. Và bây giờ sẽ là cung R đối đầu cung A.
Chúng ta là cung R đầu máu của Babylon đối đầu với cung A đội bạn. 37 dân dưới 98 và tham lai đang đè. Cứ bình tĩnh rồi, hồi máu một tí cũng được. Cái con phù nó đang cực kỳ là khó chịu tới từ chim sẻ nắng. Chim khọ, chim khọ. Bắn em ơi. Phù em ơi. Nào. Hello baby luôn. Chơi đi em ơi. Tuổi gì em ơi. Cu Ia với cả chúng tôi này. Một trận đấu cầm Babylon đang thi đấu cực kỳ tập trung dành cho game thủ chim sẻ. Quyết tâm hạ cùng 98 trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục là những con cung A của 98 phải nằm xuống rất nhiều. Cung R đã có gỗ 2, đã có đầu máu và cung A 98 đang không đủ lực để có thể cản được những con cung R game thủ chim sẻ. Bài Babylon lên đời sớm hơn so với Yamato. 98 cũng có một bài đấu Yamato rất là khỏe khi mà chuyển A nhanh. Nhưng nhanh không là chưa đủ nhưng mà bài 98 khỏe phết nhờ. Và phù còn đảo nữa này. Rồi thêm 2 phù nữa lên là 4 phù đây. Có bắn phù không em? Bắn phù đi. Bắn phù để chúng tôi này. Quýt. Và tỷ số là 2-0 cho chim sẻ nắng ở trong nội dung solo random xe đấu thứ hai. Rất ghê đến từ game thủ chim sẻ. Càng nhiều bài bạn chuyển A tưởng toang rồi. Nhưng mà đội bạn này đã là bài đấu điên hoang mới có vài ruộng thôi. Ôi không, cũng nhiều ruộng phết rồi đấy. Ui à. Cũng chờ đợi trận đấu tiếp theo sau đây anh em ơi. Tí nữa thì mất thêm 100k nữa. Ok anh Tùng ơi, tỉnh đấy anh ơi. Quá tỉnh đấy từ anh Tùng. Chờ đợi trận tiếp theo sau đây anh em ơi. Bài này khỏe nhờ. Baby khỏe đấy. Rồi, làm 2C bỏ túi nào anh em ơi. 6-0 nhờ. Đâu rồi, chưa trận xeng nào đây. Chạy Đức Nguyễn nhờ, chào anh em. Ôi, Masa lại đi đóng y nữa, chịu rồi. Ơ, gách. 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 Gách không. Gách luôn. Vâng, đã cầm cho son rồi mà em dài còn cầm gách được. Cay ghê. Ok cho các cụ. Rồi, con phù đau đầu với con phù đây. Chịu rồi. Quả gách đến từ cái thủ Minimino 98 nhưng đây, auto bên trái. Phải còn 6 cây. Ơ, quả, ở quả 6. Mồm thối thật à, cây đấy nhờ. Em chào anh chị Sơn Tùng nhờ, chưa chát đâu anh ạ. Bài này thì sẽ bị trong tân thể đầu, thấy quả muộn. Đối đầu với Greg, anh thủ Minimu 98. Cho son chúng ta sẽ có một chút lợi thế về những con phù vì rẻ, các bạn biết rồi. Là có cả cung áo đáo để đối mưa mà chỉ cần đánh phù thôi, con Greg nó không biết làm gì cả. Đúng không ạ? Đâu rồi? Hello em. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là sau lưng chim sẻ nắng đang là DJ Mai Tuấn nữa anh em ạ. Thêm DJ Mai Tuấn nữa, quần đùi hoa luôn. Rồi làm con bi giò tới thủ chim sẻ thôi. Bài cầm cho son đối đầu với Greg bên phía đối phương. Hãy cùng xem trận đấu này thì bài vở nó sẽ như thế nào để đối đầu với Greg của game thủ 98. Đây rồi, sao 98 cũng sẽ xoay tham và thấy là game thủ chim sẻ nắng ở chậm dân thể đầu. Đây em đứng đây. Đây đẹp dài, ok. Đây cho to cam lên cho em chụp nhá. Đây to chưa. Ok. Và đấy, các bạn có thể đến trực tiếp tại Spankert chim sẻ nắng Cyber Game. Có địa chỉ ở lô 18 ngõ 201 Nguyễn Tuân để chụp ảnh cùng chim sẻ giống như bạn DJ Mai Tuấn này nhá. Đến cái phóng to cam cho chụp ảnh luôn. Chuẩn chưa? Yêu voi đã có đây bài đấu này rồi. Hải chào Tuấn Nghẹo anh gái ở. Ok anh Tuyến ơi. Tuấn Nghẹo ạ. Mệt ghê. DJ Mai Tuấn anh em ạ. Rồi luồn cái nêu này về. Quan trọng là có những trận đấu ví dụ như trận này thì chưa chắc sẽ đã lên sớm hơn 98 thì 98 cũng hoàn toàn có thể dâng lên ô bom đấy anh em ạ. Em nghĩ là như vậy. Hải Bảo Tuấn hôm nào anh xin kiểu ảnh. Ok anh Thành. Chào anh Trần Tiến Thành nhá.
Em quen anh Thành à? Quen mà, trước đánh với em ở quần đét anh ấy có kiểu canh gánh em 22 tầng ngày. Thế yeah, à, ngày xưa ông gánh anh suốt. Ông đánh khỏe quá hết, đánh khỏe mà. Về sao dân đánh khỏe lắm. Trên chủ lực. Không, đánh 44 thì gái, đánh 22 không khỏe lắm. Đánh chạm 3 VC nha anh em, trái Nguyễn Như Quyết ạ, chào anh em. Ơ, bài gì nghe quen đấy nhở? Nụ cười và giọt nước mắt rơi thì trao về nhau nhìn lại về phía mặt trời hay vãi cả nồi luôn. Đã hay à, rồi như vậy là bài cũng đã ok đến từ game thủ chia sẻ trong trận đấu này rồi anh em nhá. Kẻ mà đối đầu game thủ với game thủ 98 voi hiêu quả phụ đây, hai bầy hiêu hai mỏ quả. Anh bỏ chế rồi đừng nhắc ngày xưa nữa đây, cả Tuấn cả Hải Mario đều được anh Thành gánh đây. Cái này anh ra bỏ chế rồi á. Rồi. Để một vò nữa về đến từ bài đấu này rồi. Đây là một quả phụ 6 cây cho chim sẻ trong trận đấu này. Bạn hay hay đấy à? Trời ơi, lâu lắm rồi bạn không sang bên này giao lưu cùng bọn tôi nữa. Chào Việt nhá. Đúng rồi, trước anh chơi bên đấy mà. Đúng rồi, mày nghẹo rồi làm sao nhớ anh nữa. Rồi thêm bấy hiệu nữa đây chim sẻ có thể đóng nhân đôi lên cả hiệu cả vàng và bài kích ở 8 phút 2x với bài 26 dân cho son. Chúng ta cùng xem là bài này thì 98 sẽ có một bài đấu như thế nào nhá. 98 này yếu thế à, em chào anh Kiên nhá. Mai thu xếp gửi phong bì đi anh. Bạn này nghiện bóng bàn à, bạn bây giờ chuyển từ đế chế sang bóng bàn nữa. Lắm thể thao thế. Bạn thì rõ lắm vợ. Chịu bạn đấy. Rồi và đến với trận đấu này, trận thi đấu chung kết sớm cho 98 ở trong xe đấu thứ 2. Chúng tôi vẫn xin giới thiệu các bạn về nhà đi chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam. Ngày hôm nay thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghim phần comment để nhận được ưu đãi cực khủng tới từ nhà chợ Richman. Rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, voucher toàn sàn cho anh em luôn, với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng bông tắm khi mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghim phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ai da, ôi chốt BB vào mỏ vàng như này thì làm sao mà ăn được vàng em ơi. Kinh nhờ, đóng BB mỏ vàng ạ. Hỏng rồi. Một bài đấu ôm bom đến từ game thủ Vitamin U98. 27 27. Em chào Đạo Văn Hiến nha, chào anh em. Chết giờ rồi, 98 nữa. 98 lại có bài ôm bom này nữa anh em ạ. Hỏng rồi. Có giò đi 98 luôn, đây dân đi dâng rồi bạn ơi. Ai da. Xuyên nó đi. Đang tập trung từ em. Rối loạn tiền đình à. Vâng. Mày đang đóng nhà gì đây? Vâng, BL đến từ game thủ 98. Một cái BL và một cái nhà B gì đó mà tôi chưa kịp nhìn. Chắc là sẽ BA để có thể công vào khu vực bao nhỏ game thủ chim sẻ đến từ 98 thôi. Rồi một dân mà nó vẫn kịp đóng xong cái nhà đó. Đây, giò rồi bạn ơi. Quay lại xuống một dân kia không? Chưa bắt được giò bên phía đối bạn. Rất khỏe thì 98 với con giò công giáp. Sẻ thì gió yếu rồi, chỉ có mỗi công thôi. Sắp đi nơi rồi. Rồi, đi rồi xong. Đóng P ở đâu? Một P à? Ok à? Đây, nhà 98 ngay gần luôn anh em ơi. 98 nó có một tơ dân bên dưới này, tôi vừa lấy loáng thoáng đi qua xong. Vâng, có T đến từ cái thủ Vitamin U98 và có chém đến rồi. Pha dâng nhà rất chuẩn chỉ đến từ cái thủ Vitamin U98. Hai con T luôn. Ra chém hai con T này không? Vâng, ôi, ôi, thôi, vậy, mày này, sao, không nghe, ô, siêu, các bạn ơi, không nghe, vâng, mày đứng im. Mày đứng im. Cái đẹp phủ đen luôn. Cái ghê. Rồi như vậy một tơn phủ đen tới từ cái thủ chim sẻ rồi. 98 con chém đây. Rất khó chịu đấy ở cái thủ Vitamin U98. Rất ghê. Rồi chúng ta vẫn khai thác được vàng. Mặc dù 98 đã chốt em bỏ vàng. Đây. Nào.
lại có thêm một chém nữa được 98 và chạy hết ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Ôi bạn ơi, vâng không có, không chém chéo được đến từ game thủ VN98, nhưng đây là chém ít máu. Vâng, rất căng tới từ game thủ VN98 với bài đấu đi ôm bom dâng nhà cực kỳ giạt. Và bây giờ thì chúng ta đã có P rồi các bạn ạ. Ok, ăn vàng nè. 1L, 1A dâng lên ôm bom cực kỳ giạt đến từ 98. Cho cái P nữa cho nó chắc chầy. Và bây giờ chúng ta đã có những con phù để có thể kê nhà rồi. Nhốt được phù với cái kiểu đà điểu đây rồi. Nào, chúng ta đã có bài đấu như thế nào nhờ? Bài dâng nhà ôm bom khá là khó chịu đến từ 98 đấy chứ. Nó ôm không thế thôi thì chưa đủ. NBB đấy. Đúng rồi, là bét đấy. Nét nét luôn. Ở đây chỉ phù đấy anh em ơi, chỉ phù thôi. Vừa có tỏ tí tè đâu đó. Và đây là con chém bên phía đối bạn. Rất khó chịu đến từ 98. Này. Xin con chém nữa. Đỡ chém ra em ơi, đỡ quân ra đây. Nhúp hết. Có phù đến từ 98. Ok. Rồi, về đúng với quỹ đạo nó thôi. Tầm này thì gặp gì phù đấy, gặp dân phù dân, gặp chém phù chém, gặp cung tê phù cung tê. Phù tất anh em nhá. Để đầu 98 bom bom nhưng mà may mắn chúng ta có ăn nhân đôi để ăn cả heal và cả vàng đây rồi. Còn đây là những con phù đang gặp nhau. Ok. Dần. Ông Max dần lên đập phù đúng mồm rồi. Anh đỡ phải đi tìm. May quá. Em mang dần lên đúng chỗ rồi đấy. Xin nhá. Này này. Rồi, quan trọng là 98 vẫn ra được dần đều nhưng mà đấy là vấn đề. Dành cho anh đủ chim sẻ và sẻ cần phải ra lại ruộng nữa. Bởi vì 98 sẽ ra dần đều. Thì lượng dân của chúng ta đang ít hơn đội bạn. 98 đủ ruộng để có thể sóc đều dần. Làm lại 2x tới từ cái thủ chim sẻ đang đập phù đối phương và 98 đang công phù lên đây rồi. Chuyển sang chế độ công phù đập dân. Đây là cái thế mà con chó son nó cũng sẽ rất là thích bởi vì phù nó rẻ hơn. Vấn đề là chúng ta có đủ lượng dân để đập đội bạn hay không thôi. Đây phù đội bạn đây. Đủ gỗ là chúng ta đúc ruộng. Đập. Cái gì? 1 2 3 4 nào. Rồi, đập đi. Rồi, thêm 3 dân nữa đội bạn đây. Chém được dân ăn hoang, à chém được dân ruộng đội bạn đây rồi. Một bài công phu đập dân tới cái thủ chim sẻ và cái thủ chim 98. Chúng ta đang có bài 3P để công đối phương. 98 vác cả dân lên đây nữa rồi. Rồi, tiếp tục phù thôi. Đấy, phù mới đỡ 98 đây và sẻ cũng đang ra dân đều. Và tiếp tục đến nông dân tới 98. Phù thôi. Có đủ mana làm ra lại phù tiếp thôi. Phù thôi. Đập. Đây, có thêm cái ruộng 98 bị phát hiện đây rồi. Phù lúc nào nhúp hết. Gặp gì phù đấy, đỡ phải đi tìm luôn. 98 mang dân lên đây sẽ phù rồi. Sẵn nhặt, thêm 2 ruộng nữa sau đây 1 dân. Cứ 1 dân đều là được. Phù đây. Rất nhiều phù đến cái thủ 98 đang công lên. Đây. Đập. Đợi hồi mana phù tiếp. Lại là phù đến 98, rất nhiều phù. Để xem em sẽ có bao nhiêu con phù trong trận đấu này nhá. Đây, 1 bàn nữa đây rồi. Ok. Chém luôn đấy. Này, phù này, này, này. Con dân nó bỏ vàng kìa, phù lại ông cụ. Phù lại dân này luôn. Này, này. Nhà mình ba bãi vàng rồi. Bên nhà 98 còn bỏ vàng kia mà 98 chưa ăn. Đây, bên phù dân đội bạn thế này, chốt em bỏ vàng này luôn, chuẩn rồi. Không giới phương ăn vàng này là ok. Thế thôi. Và bỏ vàng bên kia nữa, đập tiếp. Và thấy đâu đập đấy, đập hết. Quật. Đây, con phù thế này, hai con, đập luôn. Đập tiếp, lại tiếp tục đập và tỷ số là 3-0 cho chim sẻ nắng ở trong trận đấu thứ hai và 6-0 trong buổi tối ngày hôm nay. Quá ok đúng không anh em? Chơi phù đập dân với con cho son thì đúng là thế sở trường cho son rồi. 14.000 anh em đang xem, gần 15.000 anh em đang xem. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ ba ngay sau đây thôi. 2-0 về C cho chim sẻ, cực kỳ tàu nhanh. Vâng, xe ăn đây rồi, ok, trận đấu đầu tiên trong trận đấu thứ ba thôi. Nhanh chóng em dài 3-0 về C 9-0. Cho nó nhanh. Cày ghê 98 này, ông nọ dám đập sân tướng 91 Lào. Xem, đấy là cái đủ chim sẻ và quả đầu đã có. Đấy cùng xem 98 cầm quân gì. Rồi, như vậy là có bầy hiêu đây rồi. Một bầy hiêu đầu. Và một chiếc nhà BG đấy thắng một quả đầu. Đấy là đủ chim sẻ, đấy cùng xem 98 cầm quân gì đây. Đeo danh gặp. Thua được 3 lít đúng không? Cảm ơn Dũng Đinh với 10 sao gửi tặng game thủ chim sẻ nhá. Ơ chưa, chưa kịp nhìn quân gì. À, tại anh cũng xem 98 cầm quân gì đây. Và Minwan đây là game thủ 98 anh em ạ. Tập trung để bình luận cái nào.
Ok, như vậy là Seng Min ở trận đấu này và bài Seng đã mắc binh rồi. Hai mỏ quả và hai bầy hươu, à hai mỏ quả, hai con hai mỏ quả, bầy hươu và voi, nói chung là hai bầy hươu. Ok, chỗ này đôi voi luôn đi. Cho đủ combo nào. Không, như vậy chỉ có một voi thì đủ chim sẻ thôi. Seng Min, Seng Min. Tì rồi. Này nhanh thôi, bài Seng này ok. Voi hươu quả phụ, các kiểu là điểu nhưng quả phụ hơi xấu một tí thôi. Cho tầm 3 dân ăn là đẹp. Để con voi đưa về đến bài đấu này. Bên kia là Min Hoan, đối với thủ Min Minu 98. Rồi 98 đến từ team vitamin và cầm Min Hoan luôn. Làm con voi. Rồi, con voi này thôi. Đây sao, ôi ôi. Sao lại nhiều thế này? Rất nhiều voi dành cho game thủ chim sẻ ở trước cửa nhà. Tổng động viên là 3 con. Và yêu đầu thì tí nó đóng hết ăn được, hết đầu ra là làm tí ăn gỗ đây đã. Kèo 9-0 thì nhanh quá anh em nhờ. Rồi hết đôi cả hiệu cả gỗ kìa. Cứu kịp không? Kịp, ôi không. Sẽ chết dân nhờ. Hơi đáng tiếc khi mà tên solo sư tử chết dân vừa rồi đến từ chim sẻ. Đây là hết đầu, bầy hiệu rất là to đây nữa. Này làm quả 9-0 à? Hay là làm quả 9-0 được không anh em? Đây, thì ok ơi, với cái quả 9-0 thì anh em có một chữ ok trong chat nào. Đây, hiêu đây, voi đây. Rất nhiều voi, rất nhiều hiêu. Tới từ cái thủ chim sẻ vào đây sẽ là con voi đưa về. Bài hơi đáng tiếc khi mà chết mất một dân gặp sư tử. Không vấn đề. Bài này vẫn cực kỳ khỏe anh em nhá. Rồi, con voi sẽ nằm tại nhà chính. Vâng, và đến với trận đấu này, trận thi đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ 3. Tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. Nhà chợ Richman tôi là đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều ưu đãi cực khủng cho anh em khi anh mua hàng theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, voucher toàn sàn cho anh em luôn, với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 119k, tặng bông tắm khi mua sữa tắm, combo lịch lãm và combo nam tính. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em nào muốn theo dõi mặt máy game thủ Vitamin U98 thì các bạn có thể tìm trên Facebook với từ khóa Vitamin Network AOE anh em nhá. Rồi, voi đưa về thành công đây rồi. Thêm bầy hươu nữa, bầy hươu này thì cũng chỉ có 5 con thôi. Xong kia còn con nào không? Rồi, thì có bầy hươu này. Luôn. Làm cái S nữa, ok. Chào Nguyễn Thanh Thông nha, chào anh em. Chào Vương Quốc Ba. Chín không mai nó ra nhậu tự do nó nện đấy à? Ok anh Kiên ơi. Em chào anh Kiên nhá. Mai anh ra quán nhậu tự do anh nhá. Đây một quả phụ đây. Hả? Ờ Nguyễn Hoàng Kiên đấy. Rồi đốt mấy con hiệu này thôi. Không, quả xấu ăn gì. Sẽ 28, 29 dân làm gì anh, cho nó khổ ra. Bên kia đánh 26 dân thì 98, bài 13% móc binh à. Ghê nhở. BL thôi. Đây BM. Bây giờ ra vẫn sẽ lên sớm với đội bạn thôi. Trận 21 giờ là dưa chua với ông nào nhỉ? Trường béo à? Kiên bình luận đúng không? Đâu, cái hôm qua, à, hôm qua anh Hà vẫn xếp mà. Cái này bị quá hải à? Chín không được anh Hùng ơi. Chả có lý do gì người ta ở 6 giờ ở trận đấu này được cả. Vâng, sẽ đang sợ là 98 ở 6 giờ anh em ạ. Gặp kìa. Đây. Em dai 13% quả phụ nhiều thế. Thôi công giáp đầy đủ đập em dai cái đã. Xỉa. Một dân. Hai dân. Không nói nhiều. Rồi lùi. Không lùi cả lì thế. Ba dân. Rồi
Hình như nhẹ nhàng 6 dân rồi, dùng giáp này nó đau, 98 chuyên gia chọc giò khó chịu rồi đúng không anh em? Xỉa luôn. Rồi, có T đấy chị đã đánh cung à? Gấu quá nhờ, vâng như vậy là 98 đánh cung ở trận đấu này, đang phải bắt giò chim sẻ nhưng chưa bắt được. Rất ghê tới từ game thủ Vitamin U 98. Ôi bài nó có 2 quả phụ à, ui bài khỏe này. Rất khỏe đi 98 ơi, trận đấu này anh em ơi. Bài 2 quả phụ ạ, lên sớm 13% mắc binh và đánh thẳng tung A tới từ 98. E của nó. E của nó. Ơ cay nhờ. Vé hơi nét đấy em. Và chị đã có vẻ thành công tình huống vừa rồi. Bài cầm Minh Hoan đánh thẳng cung A khi đối đầu với Seng luôn. Ghê nhờ. Bài chị đã khỏe thật đấy em ạ. Mày vậy này. Có cả bánh xe luôn. Ui khỏe thế. Bánh xe cũng chém. Bánh xe này, bánh xe này. Bánh xe này. 26 dân chết 10 dân rồi. Thì còn bao nhiêu dân các bạn? 5 dân à? 26 dân trừ đi 5 thì còn 21 dân. Cung A một đám kìa, ô chém luôn. Ôi trời, ở ngoài em ơi, nhúc. Bài chỉ nắm là một vài đấu phải nói là rất khỏe đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta ra bắn tí mỏ vàng ấy thì chỉ nắm lấy gì nữa nhỉ. Và thực ra chẳng cần bắn vàng, bắn thẳng đây luôn. Tỷ số là 1-0 chim sẻ trong C đấu này. 7 trận rồi. 7 trận thông đến từ cái thủ chim sẻ anh em ạ. Mắc bèo, và ta cũng chờ đợi với trận đấu tiếp theo sau đây thôi. Gì đấy? Greg luôn. Kata Pơ ở được. Đánh được anh em ơi, Greg Pơ, đánh được, đánh được, đánh được. Thì bạn đánh quân đã cửa trên đến từ cái thủ 98 trận đấu này anh em nhá. Greg đối đầu với Persian. Và ta đang đến với trận thi đấu thứ 2 ở trong trận đấu thứ 3 rồi. Sẻ đã dẫn trước 7 trận thông trước game thủ Vinh 98. Và như vậy là có những lý do đầu tiên thì thủ chia sẻ với bài đấu được cầm đó chính là Greg đây rồi. Là vào lý do trong trận đấu này. Bây giờ đã có. Đây là sư tử lùa đi anh em ạ. Chết à? Vâng, như vậy là không chết dân đến cái thủ chim sẻ. Rồi, ta quay trở lại với trận đấu này thôi. Đối đầu với Pơ của game thủ 98. Pơ là một đội quân khá là dễ để có những bài đấu đột biến. Với một map đấu nhiều voi hiệu thì cũng cực kỳ là nguy hiểm. Và đội bạn có thể chuyển những đơn vị cung A hay áo để chơi nữa. Thế là chúng ta cùng xem một trận đấu này thì bài vở 98 như thế nào, có đột biến hay không. Tất nhiên là con người đây thì chúng ta vẫn có thể có những con phù cực kỳ chất lượng để đối đầu với Persian rồi. Nhưng mà đội bạn mình nghĩ cũng sẽ đánh phù với chim sẻ thôi. Thì quan trọng là ai nhiều phù hơn. Không chiến dân. May quá. Voi được đưa về bài hiệu đầu hai voi thiếu đồ. Để ăn thêm mấy con hiệu này nữa. Sau đó câu voi về S đầu thiết kế rồi, không có quả phụ đâu, với 7 hiệu phụ đây thôi. Về cơ bản là đủ đấy nhưng mà nó hơi yếu anh em ạ. Anh Minh vô địch là sao? Rồi thêm một voi nữa dành cho bài đấu này.
Đây sẽ là con voi thứ hai tới đối thủ chim sẻ. Đối đầu với thủ U98. Ấy! Lanh quanh toàn gặp. Ôi rồi. Rồi không sao, lên dốc thì không chết được. Không quả phụ trận đấu này. Đấy có thêm một vai nữa. Nhúm. Bài hơi xấu nha anh em nhờ. Cảm ơn anh Thanh Hoàng với 45 sao của tặng chim sẻ. Trận này phải thắng thì mới nuôi hy vọng 9 không được anh em ạ. 98 anh em có thể theo dõi trên kênh fanpage Vitamin Network AOE hoặc trên kênh TikTok Vitamin anh em nhá. Hôm nay thì Vitamin Kami đang bình luận cho game thủ Vitamin U98. Rồi vừa câu voi vừa phi hiêu nào. Tay cụ nhiều đến đâu? Tay nhiều đến đâu? Và đôi voi này về đâu? Về đây thôi. Về đây thôi. Không, nó lại đi tiếp rồi. Hơi xa rồi đấy. Vâng, đi đâu? Quyết định là không đưa voi về BS và quyết định là đưa voi về nhà chính. Khi mà dân nhà chính đã chuẩn bị hết thịt hai con voi kia rồi thì sẽ thành bài 4 voi 2 hiêu tới game thủ chim sẻ. Nắn nót ở trong tên câu voi này. Ok. Và con voi đầu tiên. Sau đó sẽ là con voi thứ hai. Không quay đầu luôn. Nét nét. Hay. Câu đôi voi được đấy chứ. BB. Quê. Thế là BB đến từ game thủ chim sẻ. Kê mỏ gỗ mỏ vàng 98 giỏ. Ui. Phổi vỡ. 15%. Vâng, bài 15% đến 98 hoàn toàn có thể đánh cung thủ phù nhé. BM, BL. Dạ được anh Đỗ Linh ơi. Ơ gì? Cái gì ấy? Anh em đợi mình chút nha, mình sang chỉ Gami cái. Ok, xin lỗi anh em, mình đã quay trở lại anh em rồi đây. Mặt máy các bạn đang xem đó, game thủ chim sẻ đối đầu với bài Persian của game thủ Vitamin U98. Và đây là bài đấu mà 98 đánh gì đây. Mình vừa chạy ra ngoài một chút, sau đây anh em BL thì 98 vẫn có P ở trận đấu này. Và sẻ đen chém mình đi luôn rồi. À, em trái phạm quân nhất nhá. Hello anh Giai. Vừa chạy ra ngoài anh Giai vào comment luôn. Đang thắng 7-0 anh ạ. Và trận này 98 đánh L. Có thủ phù, tới từ game thủ Vitamin U98. Và tất nhiên chúng ta sẽ sẵn sàng với bài đấu công phu thôi. Đây nhà P phía đối bạn, chưa thấy có lạc đà, chưa thấy gì cả. Chuyển A đúng không? Chào anh Vũ Đức Hạnh nha, chào anh em. Chưa biết 98 có bài đấu làm gì đây. Chúng ta sẽ có lợi thế mua đội bạn một chút với những con nông dân có bánh xe anh em nhá. Chắc là 98 sẽ chuyển quân thôi, chuyển cung A thôi. Đây, phù đội bạn đây rồi. Và có con giò là sẽ đến nhà chúng ta, nhưng mà chúng ta đã kín mỏ vàng mỏ gỗ rồi, thoải mái đi. Đấy, nhầm. Không có. Và đã có BA tới từ game thủ Vitamin U98 ở trong trận đấu này. Và em ơi, một cung A đổi màu đen luôn. Ok, đập hai phù đã. Rồi, phù tiếp đây. Làm sao? Vâng, chuyển hai áo đến game thủ 98. Có cả lạc đà đẩy lên luôn. Rất ghê đến từ 98. Và thêm một con cung A nữa dành cho game thủ chim sẻ trong trận đấu này. Vâng, 98 thì bây giờ chắc là cũng ít phù đi rồi. Đây, cùng A phù đi cùng nhau. Đội bạn có phù, chúng ta có dân đập thôi. Và ốp ở khu vực này, nở cùng A nào ra thì con đấy. Đâu? Ai già đông quá nhờ, em Sai ơi.
Em Sai ơi, em Sai ơi, làm sao? Vâng, những con nông dân của 98 bắt đầu mang ra. Chúng ta có cung A, có phủ ở đây để công nhà nguyên thủ U98 ở trong trận đấu này. Sẽ đang chậm lại một nhịp rồi, lùi lại một chút. Đây, cung A đứng ở bên trong, hồi máu đập dân đi. Bán, đây, vẫn đập chết được một con phù à, ảo thế nhờ. Cung A98 bắt đầu mang ra, sẽ đang đảo. Và có thêm một tên cung A nữa đến nguyên thủ U98. Tên chỉnh phù này, nó một con. Phù được một con thôi, lại phải lùi rồi. Rất trâu cung A, ây ui. Tấn công rất đau đến 98 và mổ gỗ cái thủ chim sẻ. Rất căng đấy. 98 đang có một bài đấu chuyển A phải nói là cực kỳ hay anh em nhá. Bài pơ chuyển A nhanh. Mày, mày. Đen cả lạc đà dò đến 98 rồi. Hết con đi ngoáy rồi. Vâng, bây giờ thì liệu rằng chim sẻ đang có công được nhà 98 với những con phù nữa hay không đây khi mà cung A bạn đông như thế này. Rồi bạn sẽ sóc cung A ra rất nhanh thôi. Chúng ta là bài đánh phù đến từ cái thủ chim sẻ. Ok, thao tác vẫn đang rất chuẩn. Liệu rằng 98 có thắng ở trận đấu này hay không? Bài đội bạn cũng đang khá nhiều ruộng rồi, mỏ vàng bên này. Đã nhìn thấy. Ăn hoang, sắp đều. Hai mươi sáu giây, 98 tham lai đang bị đè. 98 tham lai tầm gần 30 rồi. Đây, phù đội bạn đang giấu giấu dưới này. Đã nhìn thấy. Ê, ê, ê. Ê, ê. Và cung A đội bạn bắt đầu tụ lại rồi anh em ơi. Liệu có đủ tay để phù hết được không? Ui ôi, nó đang đuổi tên phù này. Cẩn thận nó vậy e nhá. Về à? Ok em. Chúc em buổi tối ngủ ngon. Đi đường cẩn thận em nhé. Vâng, đang bị lùa đến từ cái đủ chim sẻ. Ở trong trận đấu này. Kìa, né con sư tử. Rồi, đi lệch lệch ra một chút. Nào. Đây, cung A đội bạn bắt đầu lao lên. Vâng, đội bạn vẫn giữ được một con phủ ở trong tình huống vừa rồi. Bài nhiều ruộng thế nhở? 98 nó rất nhiều ruộng trận đấu này rồi anh em ơi. Khỏe đấy. Phù được con gì được không? Ây, chém đảo. Vâng, đội bạn đã phù chém chim sẻ nhưng chưa phù được. Đội bạn đã bắn được một con phù chim sẻ nắng rồi. Phù hết cung A tuần này nào. Phù đi, phù đi. Đây, chém đi. Rồi, con phù nằm xuống. Ok, vẫn phù được cung A đội bạn. Rất nhiều P từ cái phù chim sẻ, mình nghĩ lên lùi. Phù con nào lùi lên trên dốc này. 98 chưa vội thi công nhưng mà rất nhiều ruộng đến 98 rồi đấy. Tham lại bái thì chim sẻ trận này khó đấy anh em ạ. 98 tụ đông cung A lắm rồi. Kìa kìa quân. Ây. Ây. Cung A Persian tầm xa 7+1 nhưng mà nó vẫn có đủ tầm xa để với tới những con phù thủy của cái phù chim sẻ nhắng. Phù nào, phù đảo. Và sau vậy. Vậy gãy tay vẫn chưa được cung A nào. Khá đông cung A đi cái phù 98 rồi. Và bắt đầu bị OP, chú ý P. AP, lùi. Vâng, hết gỗ đóng nghe luôn. Chém đang nở ra. Đây, cung A tỉa vàng đội bạn. Không hề bo vàng lên 98 luôn. Vâng, nhà BP đang bị ốp vào. Và chúng ta phải thật nhiều tay trong tình huống này. Để phù cung A đội bạn. Tập trung. Tập trung. Vẫn còn một con phù nữa chưa phù. Tập trung. Phù mới ra. Tiếp tục phù. Chém đang đảo. Còn phù nữa mới ra chưa phù. Phù tiếp con cung A này thôi. Vâng, đang đánh vàng 98 với thủ chim sẻ. Tham Lider số là 35 ở trận đấu này thôi. Rất nhiều cung A đi 98 ở đây gần kích. Nào bị vậy ai kìa. Ây. Rồi. Các cụ ơi. Phù đang đảo đến từ cái thủ chim sẻ. Cung A đang ốp vào đây. Bắn được vàng đội bạn rồi. Có mấy con cung A bên trong. Phù đi. Làm cung A nữa. Và tỷ số được dùng ăn số còn 1-7 dành cho 98 anh em ơi. Chiến thắng đầu tiên dành cho game thủ VTMU 98 buổi tối ngày hôm nay. Bài pơ gạ gục được Greg của game thủ chim sẻ. Chúng ta cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo sau đây thôi. Một đều trong trận đấu thứ 3 anh em nhá. Khó anh em ơi, pờ tụ được đồng cung A quá rồi. Như vậy không phải chiến thắng x0 đấy chim sẻ nắng anh em ạ. Thôi thì không x0 thì 9-1 nhá. Đây là. Ơi rồi ơi các cụ. Đây là Siang Min. Bổn cũ soạn lại anh em ơi. Rồi đây là một quả đầu đến từ bài Seang này. Đối đầu với Minh Hoan đánh thủ Minh U98. Quân chúng ta đánh giá là cửa trên hơn so với bạn. 8 vòng đi dò thôi.
Một bài đấu được cầm Seng đối đầu với Min Oan. Thì như các bạn thấy là trận Seng Min trước thì Sẻ đã thi triển một cách rất là ok rồi. Và đây cũng sẽ là một trận đấu mà có thể thi triển một lối đánh như vậy. Quan trọng là đồ ăn nó như thế nào, bài vở ra làm sao và liệu rằng 98 có một bài khỏe hay không. Trận trước thì bài 98 rất là bắc binh nhưng mà gặp con Seng thì thực sự là rất là khó. Thì một Min Oan ở trong map la này đúng không anh em? Con Seng nó vẫn là cái gì đó vô cùng lực. À, nhanh dần lên 98 chút xíu rồi. Làm vòng bi giò. Quả đầu thì đang có được 7 cây. Tới từ game thủ chim sẻ ở trận thiếu này. Rất mong anh em cho xin like, nút chia sẻ video livestream nha. Hello mọi người, hello anh em. Và đây là ép đầu đến từ cái thủ chim sẻ trong trận đấu này. Đối đầu với Min Oan bên phía đối bạn. Đồ ăn đang chưa nhiều anh em ạ. Xe giò đẩy vào 9 giờ thì không biết nó thấy thêm gì trong đấy không. Ép đầu sẽ nhân đôi để ăn cả hiệu cả gỗ, thêm cái e nữa. Em hỏi sẻ hộ anh cái, hỏi gì anh vùng trời bình yên ơi. Anh Giai muốn hỏi gì ạ? Ok, thì vậy bây giờ sẽ được khai thác tại chiếc bét này. Ổn rồi. Thêm bầy hiêu nữa. Bài đang có được đó chính là hai bầy hiêu. Anh em với nhau sao vùi dập em nó thế? Anh em ở ngoài đời thì vẫn là anh em, vào trong game thì không anh em gì hết cả anh ạ. Trong game chỉ có súc thôi. Thêm hai voi bài đủ đồ rồi. Anh yêu hai voi. Cơ cấu dần khai thác gỗ và sẽ có chiếc bét nữa nhân đôi để có thể khai thác cả hiêu và cả gỗ ở trong trận đấu này. Không biết là 98 trận này có tự tin đánh cung A nữa hay không. Nhưng mà mình nghĩ là sau trận đấu vừa rồi xem min trước thì chắc là trận này 98 sẽ đánh BL thôi. 98 sẽ không có một bài đấu đánh thẳng cung A nữa. Vì đối với xem cái thủ chim sẻ. Qua đi Văn Nghệ không Hải? Dạ không anh ơi, hôm qua về tí nữa không về, giờ về ăn cơm vợ anh ạ. Đến mấy con hiêu này và đưa voi về. Pha câu voi tới từ cái thủ chim sẻ. Rất mong anh em cho xin like, nút chia sẻ video livestream nha. Hôm nay em ta sẽ đòi lại món nợ của game thủ Xuân Thứ anh em ạ. Hôm nọ Xuân Thứ bị game thủ 98 dã cho quả gọi là 91. Hôm nay đòi lại cái. Chào Tiến Béo nhá, hello em. Vâng, và đến với trận đấu này, trận thi đấu bản lề ở trong C đấu thứ 3. Chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nhà trợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng ngoài Việt Nam. Ngày hôm nay thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghim phần bình luận để nhận được ưu đãi cực khủng tới từ nhà trợ Richman. Rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k, voucher toàn sàn cho anh em luôn, voucher 30k cho đơn 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng bông tắm khi mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào đang muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà trợ Richman thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. À đây rồi, thì vậy là em Giai ở đây đã phát hiện. Em Giai đang khai thác một quả. Tránh Trần Hà nhá. Hello Leo anh em. 91 anh em thấy được không ạ? Em quê Ba Vì Hà Tây anh em nhá, đang phát trực tiếp anh em ơi. Bài cơ bản thôi. Công giáp ngựa giò kích chín ra ruộng ăn vàng. Nào em Giai đang bú quả đây, lên giúp em Giai cái. Như vậy là không ăn vàng. Lựa chọn khá là táo bạo với thủ chim sẻ cho anh Nguyễn Hồng Hà nhá. Luôn quả đã chế xong ảnh rồi á. Nhanh lắm anh Đạt đây. Thêm vài chiếc gỗ nữa đưa vào đầu này. Đây, không giáp rồi, chưa giáp. Rồi, xỉa. Một cháo, không nói nhiều. Đây. Dạ, hay dạ, hay quá nhờ. Vậy e đến chim sẻ. Ai dạ, hay quá nhờ. Phá vệ rất nhanh tới thủ 98. Em ở xã Cẩm Lĩnh anh ạ. Bây giờ vẫn anh cung rồi anh em ơi. Nhìn bài có vẻ khá khung đấy, thủ 98 đấy chứ.
Sẽ đang trâu ruộng không, có giò để đi rồi. Đã có ngựa giò đi 98. Và đây là giò phía bạn đang xúc vào khu mỏ gỗ của đủ chim sẻ. Và sẻ cũng đang làm điều tương tự, trao đổi chiêu thức tới từ cả hai anh em. Rồi công giáp đầy đủ, vẫn thoát được con giò này, rất hay. Ở nhà thì cũng làm một con giò công giáp thì 98 đang trọng dần trên trận đắng rất đau. Lại về đến từ 98. Cay nhờ. Đang chờ bánh xe đi chim sẻ, bạn này không ăn vàng, rồi đây là mỏ vàng của đối phương. Làm tạm dần nữa, BA nào. Đây. Cay thế nhờ, giò công giáp chọc đau thật đấy. Mà 98 cũng chết tương tự thôi anh em ơi. Hay dạ. Mệt thế. Khá mệt với con giò của 98, con giò công giáp này. Đau. Mày vào đây. Mày vào đây. Không nghe. Rượu đương ok đấy, cái rượu không xẻ. Vẫn đang mới bắt giò được bạn, nhà chính kia. BA tiếp theo. Tập này con giò 98 không dám đứng lại nữa rồi, lạc đà đã đến. Và nó sẽ thả mỏ gỗ. Con giò xẻ đã nằm xuống rồi. Vậy đây chim sẻ nắng. Bắt con giò này, à bắt con lạc đà này. Rồi phần tiếp theo 1N2A, giờ tăng A đều thôi. Như vậy là sẽ đánh hỗn mã từ đủ chim sẻ anh em ạ. Chứ không có một bài đó chính là chơi phù với 98 luôn. Rất tự tin. Rồi tóm giò trước. Chạy đi đâu nữa. Rồi bắt được con giò bên phía đối phương rồi. Vâng, như vậy 98 đúng bài 2L rồi. Đúng sở trường của 98 đấy. 2L chém rát rạt. Sắp đơn sẻ đang bị chơi. Thêm một lạc đà nữa đẩy lên. Rất khỏe với đối thủ 98. Với bài 2L của mình. Tham lai chim sẻ là 34 và 98 đang muốn ăn quân của đối thủ chim sẻ đằng trước. Với những con lạc đà này, có tới 4 lạc đà của đối thủ 98 ở đây. Những con sắp đơn chim sẻ nằm xuống. Con lạc đà tiếp theo đoạn đẩy vào. Tiếp tục ăn được con lạc đà này. Thêm một tơn nữa nó nở ra. Đã có thể đỡ nhà thoải mái. Còn 4 lạc đà nữa, 3 lạc đà nữa, còn 2 lạc đà nữa. Và tơn này thì gãy. Ôi rồi em ơi. Tạm biệt. Lên. Xeang thì lực nó vẫn rất là khỏe anh em ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ công vào nhà đối thủ bằng những đơn vị cung R và sập đơn. Đây là đà bạn đứng đây. Lùi, phụ tiến quân. Chúng ta là 3 nhà quân, bắn dân ăn quả đối phương. 98 là bài 2L. Thêm vài chiếc ruộng nữa đây thì chim sẻ gặp lạc đà, quật luôn. Đây, đến đây. 98 đang điều lạc đà khá là khéo đấy chứ. Khéo này. Không nghe. Chơi. Cung R có giáp 2 rồi. Không sẵn được lạc đà này cho lắm. Còn hỗn mã của chim sẻ nắng vẫn đang phát huy tối đa tác dụng của mình và 98 mất thêm đơn lạc đà nữa. Mất thêm đơn dân ăn hoa và tỷ số là 2-1 cho chim sẻ trong trận đấu thứ 3. Rồi. Kết thúc em dài buổi tối ngày hôm nay, trận đấu tiếp theo là đẹp đúng không anh em? 9-1. Chờ đợi trận tiếp theo ngay sau đây rồi. Sau kèo này còn loạt 21 giờ League 2 nữa anh em ạ. Xem gì đấy. Và như vậy là lần này thì có tí tươi mới hơn dành cho 98. Nhưng mà nó lại thế này anh em ạ. Lại thế này, lại xem. Chịu rồi. Xem phô anh em nhá. Hơi nhiều xem ở đấy. 3 trận xem trong 3 xe đấu. Xe này cầm tận 2 con. 2-3 con nhỉ? Đây xe này 3 con nhỉ? Trận đầu đi xem phải không nhỉ? Rất nhiều xe đến từ cái vụ chim sẻ buổi tối ngày hôm nay. Ok, như vậy là Hiếu đã đưa về đến cái vụ chim sẻ đấy rồi. Làm vòng bi giò đang chưa thấy rừng. Và cũng đã có dân chặt gỗ đối đầu với Phonesian bên phía đối phương. Bài đang chưa có rừng đến với thủ chim sẻ. Voi thì cũng đã thấy đây rồi. Đồ ăn là ok, giờ quả phụ nữa rồi anh em ạ. Đây yêu đầu 7 con đã được đưa về đây rồi. Cay ghê. Và vẫn chưa có rừng tới từ cái vụ chim sẻ trận đấu này anh em nhá. Đây rồi. Và lại còn gần hiêu nữa, lại còn nhân đôi nữa. Con hiêu này đang hơi bướng một chút, chúng ta sẽ giải quyết con hiêu này thôi. Thêm ra gỗ không?
Đây, bầy hiêu đến từ cái chủ chim sẻ. Bầy hiêu đưa về. Dừng gần vàng, gần hiêu đây rồi. Ok. Làm cái FPS đây. Mark Bill. Mark, thêm dẫn lên ăn. Mấy anh này nghe vẻ thích vị ban chat thế nhở. USB à? Này, USB này. À, có nào có một USB nữa không? USB đến từ ông Phan Thế Anh này. Anh em đợi tí. USB này. Này, USB này. Nào, ông nào nữa? Trải nghiệm lên nhá, trải nghiệm. Đây là đầu đến những thủ chim sẻ trong trận đấu này. Đến bầy hiêu bên ngoài. Quả phụ luôn. Rất mắc binh. Đô vào về. Không bung nhà chính đâu anh em nhá. Có anh Long Trần với 50 sao gửi tặng cái thủ chim sẻ ạ. Đây, quả đầu vẫn đang chưa khai thác mà đã ăn quả phụ đây rồi. Đối đầu với Phonetian bên phía đối phương. Và cầu hai voi vẫn đang khá mượt mà dành cho cái thủ chim sẻ. Và BG được thiết kế đây rồi. Rồi. Làm con này trước. Ok. Nét. Xong luôn. Chào anh Đặng Tùng Vi nhá, hello anh. Vào xem kèo 91 đánh dai ơi. Như lốt trận này xong rồi anh ạ. Chào anh Hạnh Nguyễn nhá, chào anh em. S2. Rất khỏe. Lỗi này. 74x 26 dân. 25 dân đến từ game thủ Vinu 98. Tôi chưa nhìn chỉ số giò. Sẽ soi hơi nhanh. Đau nhỉ à? Cũng bình thường anh. Thấy bảo anh cũng đang muốn solo với sẻ đấy. Sắp tới làm kèo anh Giai ơi. Xin mời. Game này thì quân bài đang khá là lộc lá đến từ game thủ chim sẻ nắng khi đối đầu với game thủ Vinu 98. Đâu mới cầm được 3 trận anh Đặng Tùng Vi đây. Rồi, giải quyết bấy nhiêu này thôi, bấy nhiêu được đưa về thành công. Vâng, và đến với trận đấu này, trận thi đấu chung kết sớm 98 trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nhà trợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. Nhà trợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới. Và ngay ngày hôm nay thì anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận để nhận được ưu đãi cực khủng tới từ nhà trợ Richman. Rất nhiều mã giảm giá lên tới 100k. Voucher toàn sàn cho anh em luôn với voucher 30k cho đơn từ 299k, voucher 10k cho đơn 159k, tặng bông tắm khi mua sữa tắm, combo lịch lãm, combo nam tính. Anh em nào đang muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman thì anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Một bài đấu kinh đời trong đầu 10 với 26 dân cộng 1 tới từ cái thủ chim sẻ. Đối đầu với Phonetian và lần này có đào vàng. Giò đã có đẩy đi luôn, vậy hãy cùng xem 98 đang nằm ở đâu trên bản đồ con nhá. Và đấu cầm phô và xem 98 đánh gì trận đấu này nữa anh em ạ. Đóng e đi. Đây rồi, đóng e đây rồi. Làm cái ruộng kín luôn, thêm mấy hiêu nữa. Đây à? Không, ở đây là giữa bản đồ, chắc không phải nhà 98 đây rồi. Làm thêm kèo nữa, kèo gì giờ được anh? Solo AC thì 98 lại càng khó rồi. Solo Adam là kèo dễ nhúp nhất rồi đấy. Solo AC thì thôi. Có lỗi nhà rồi bạn rồi, 1L bánh xe. Chưa thấy giò 98, còn đang 98 đánh cung ở trận đấu này không? Đây, bây giờ mới có giò đến 98. Chúng ta giò lỗi nhà đối phương để chia sẻ nhắn anh em ạ. Một lời ai vào đây nhà đội bạn. Rồi, xiên dân đối phương thôi. Đã nằm xuống 2 dân tới đủ chia sẻ rồi. Ăn được 1 dân đội bạn. Đây, con giò về phía đối phương. Mày đứng lại, mày đứng lại. Trời luôn. Đuổi con giò. Đây, làm 1 dân nữa. Bây giờ 98 sẽ chưa bánh xe rồi anh em. Ok. Đây, ăn được 2 dân cân. 1L2A như bình thường. Lên. Làm 3 dân đối phương, chưa bánh xe đi 98. Mày. Mày này. Đấy, một đóng ruộng kiểu hình cánh hoa bo nhỏ. Tới từ game thủ 98 ở trong trận đấu này, chúng ta đã ăn được 3 dân bên phía đối phương rồi.
Đây là 3 ruộng rồi, 2 lạc đà và 2 lờ à. Rát thế nhở. Đến rát cho cung lờ đi, phủ chim sẻ. Tới. Một lạc đà cân 2 lạc đà luôn. Có thêm một lạc đà nữa, có thêm một lạc đà nữa. Bài xong 2 lờ thì cái thủ Vinu 98 rất căng, 4 lạc đà đang vào rồi, sẻ vừa nằm xuống một lạc đà của mình. Bài 98 tiếp tục là một bài đánh 2 lờ ở trong trận đấu này để đối đầu với thủ chim sẻ. Đây con lạc đà bên kia các bạn, điều nào. Nắn nó một chút. Rút được con lạc đà này. Và thêm những con lạc đà nữa thì 98 nó đẩy lên rất căng. Tham lai là 34 tới từ game thủ chim sẻ trong trận đấu này. Con lạc đà 98 đã nằm xuống khá khá đây rồi. Ta có lạc đà về để có thể bắt quân đội bạn. Bài 2 lờ tới game thủ Vitamin 98. Ra đấy chứ, nhưng mà đối đầu với con sen thì thực sự với các bạn là nó cũng không xoắn với cái bài 2L này cho lắm. Nói chung là chơi được. 1L2A, cung R có giáp để bắn đối phương. Đấy là đối thủ chim sẻ và thêm những con lạc đà nữa thì 98 nó đẩy vào đây rồi. Rất ghê. Cẩn thận đấy, làm cái pe. Cái gì cơ? Rồi chơi thôi. Rất nhiều lạc đà đến từ 98 các bạn có thể thấy. Ui 2L siêu đều luôn. Kinh nhá. Mày nhiều lạc đà này, nhảy tham đấy. Làm lại được số đó chính là 31 tới từ thủ chim sẻ. Rất đông lạc đà đến từ thủ 98 ở trận đấu này. Và tách lạc đà ra để bắt cung R nữa. Vừa phải thôi em ơi, thêm một con lạc đà nữa thì chim sẻ và 2L chỉ đá vẫn đang là cực kỳ đều. Khét nhờ. Rất nét đấy, cái thủ 98, con lạc đà nó đi nhà P kìa, thật nó vào mỏ gỗ. Ô con lạc đà đứng đây đấy, đó. Rồi, bắt ra lạc đà bên ngoài trước. Vâng. Vâng. Tóm cổ. Ui. Vâng, 98 2L đều quá anh em ạ. Mày này. Tóm luôn một con lạc đà nữa đội bạn đây rồi. Hay. Hay. Và hay. Ơ. Áo. Và một tên mà chưa kịp phải e đến từ cái của chim sẻ. Đang lấy nông dân đã hỗ trợ tên này nhưng lạc đà đội bạn đã chém chết một con lạc đà chim sẻ đang bên trong. Con này thì đời khó quá không được. Và chắc là chờ phù tiếp theo chăng. Và không được nữa rồi. Đập con lạc đà này. Vẫn chưa gất. Và con lạc đà đã nằm xuống. Hai lờ siêu đều đi chỉ đám khỏe thế nhờ. Khỏe quá. Chưa đủ gỗ để làm cái P nữa. Và bây giờ con phù sẽ ở bên ngoài anh em ạ. Sẻ đang sắp tiền cung đường thì không có gỗ đắp P nữa rồi. Bài phô đang rất khỏe, 98 và 98 hoàn toàn có thể lên bánh xe. Và kèm thêm những đơn vị đó chính là cung R để chơi chim sẻ nắng. Bo được mỏ vàng ở đây rồi. Giờ cung gỗ để làm cái P bên trong. Đông lạc đà quá. Quá đông lạc đà thì 98 đi ruộng nữa. Cung R đi bắn nhà đội bạn tơn. Mỏ gỗ này 98 chạy hết rồi. Con xe này đang chưa còn các bạn. Ui giời, phu được một lạc đà đội bạn. Nhưng mà lạc đà này không có nhiều máu cho lắm. Đấy từ cái thủ chim sẻ anh em ơi. Đây, bắn ruộng đội bạn đây. Dân đang bị chơi đây rồi. 7 ghế trong nào. 3 vệ tốt tới từ cái thủ chim sẻ. Dám nó chưa chém được. Bỏ vàng cũng đang bị đi. Rồi không đủ gỗ đang bị tê rối luôn anh em ơi. Dân đang hoàn 98 đâu hết rồi. À đây một con ruộng này rồi. Các bạn đang đi e, nhưng thủ chim sẻ của ruộng nó bị chém ở dưới kìa. Đang chờ thủ tiếp theo. Mày. 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 Rồi, phụ được một lạc đà nữa rồi. Nha, nha, nha. Tân đục rất nhanh đến từ cái thủ 98. Chạy rồi. Có cung R thì 98 rồi. Ơ. Rồi. Chạy. Và có cả cung R thì cái thủ 98 rồi. Ra được mỏ vàng đối phương. Tham lai 98 đang đè. Rất căng. Chạy. Chạy nhà, chạy nhà, chạy nhà. Nhưng mà lượng quân của bạn đông quá anh em ạ. Có thêm cả cung R ở đây nữa rồi. Bay cả vàng đến cái thủ chim sẻ. Làm chim S. Đây, dân đội bạn đây. Ruộng đây. Ủa ôi, ruộng nó thế này thì bảo sao. Và tỷ số được của mình là 2 đều trong trận đấu thứ 3. Siêng và thua tới cái thủ chim sẻ. Bài 98 quá khỏe với 2L. Trận đánh có vẻ hơi chủ quan dành cho anh thủ chim sẻ nắng khi tự tin đánh bài 1L2A với 98 không thủ phủ. Và tay cũng chờ đợi đến với trận chung kết trong trận đấu thứ 3 ngay sau đây thôi.
Pan đây rồi. Pan Mark. Ok, như vậy là chúng ta vẫn hơn được bạn một tí. Quân cửa trên. Pan Mark kê anh em ơi. Ôi, kết thúc rồi anh em ơi. Tránh đêm dài lắm mộng anh em nhá. Quả đầu đây, 7 cây. Mark Bell với bài Pan này. Đối đầu với Mark C bên phía đối phương. Dành cho anh thủ chim sẻ. BG. Pan Mark. Tất nhiên là con Pan sẽ được đánh giá cửa trên rồi con Mark C rồi anh em. Dân có bánh xe dễ ép đời. 19 dân Pan là thoải mái. Để đối đầu con Mark C với các bạn. Quan trọng bài vở nó như thế nào thôi. Đấy cũng chờ đợi ở trong trận đấu này. Làm cái E. Mỏ vàng đã có đây rồi. Dưới mặt 3 giờ là một cái rừng dừa anh em nhé. Đây một cái bài rừng dừa đấy chim sẻ. Làm vòng đi dò thôi. Hy vọng bài vở tươi tươi một chút anh em ạ. Thôi anh Tùng ơi. Kết thúc đây anh ạ. Trận này kết thúc nhá. Không lòng hoàng nữa đâu. Rồi đây là bấy hiệu thì tư thủ chim sẻ đã được đưa về. Một bài đấu được cầm Pan quả phụ 6 cây đây rồi. Bài thiếu một đồ thôi anh em ơi. Rồi lùa mấy con hiệu này về. Một bấy hiệu đầu, một mỏ quả, một cánh rừng dừa. Bài thiếu chút đồ tới từ game thủ chim sẻ trận đấu này. Việt béo thì vẫn đang cứ ngồi năn nỉ. Thôi chịu em ạ, chịu. Không có năn nỉ, năn nủng gì ở đây cả. Cho anh em mày ra đảo luôn. Cay ghê. Không có năn nỉ em nhá. Tạm biệt em. Trái Vũ Nguyễn ạ. Rồi, giải quyết mấy cái điều này thôi. Để bấy hiệu được đưa về tới từ game thủ chim sẻ nắng. Tối mai thì chúng ta sẽ có một trận đấu với đại kình địch Sen Long trong khuôn khổ giải đấu quán nhậu do League Cup mùa 3 League 1. Cuộc chiến giữa chim sẻ nắng và Sen Long trực tiếp tại quán nhậu tự do cơ sở số 2 Lê Đức Thọ. Anh em nào có thể đến cổ vũ chim sẻ thì đặt bàn vào tối mai lúc 19 giờ. Tầng 2 quán nhậu tự do anh em nhá. Cơ sở số 2 Lê Đức Thọ anh em ơi. Ngày mai anh em có thể đến theo dõi trực tiếp chim sẻ nắng thi đấu với Sen Long, vừa theo dõi cổ vũ chim sẻ nắng đối đầu với Sen Long, vừa thưởng thức những đồ ăn ngon tại quán nhậu tự do thì quá là tuyệt vời đúng không anh em? Chậm 2 dân 98 là điều đương nhiên. Pan mà. Bài vẫn thiếu một đồ. Và chuẩn bị thiết kế chiếc nhà bếp đầu tiên. Đây sẽ bắt đầu từ game thủ chim sẻ. Rồi ok. Có xe dò tìm nhà bạn luôn nữa. Xem 98 có bài đấu như thế nào. Đôi voi bảy hiệu bỏ qua. Hơi đáng tiếc khi bảy hiệu 4. Ô được còn 4 voi cơ. Ôi hai tân câu hai voi vậy. Hay múa bài 4 voi. Giờ đây xì trong múa được dân này thì hơi khoai anh em ạ. Rồi đưa mấy con voi này về. 3 câu 2 voi dành cho anh thủ chim sẻ. Bàn 4 voi quả phụ hiệu đầu. Rất mắc binh. Mai này với Sen Long thì vẫn là kèo solo random, kèo cung RAC và kèo random map biển anh em. Rồi đen quả đã. Quả đầu gần hết rồi. BG luôn. Quả đầu 7 cây. Mai anh bận không qua được em Hải ơi. Ôi chán anh thế. Hẹn anh thế rồi lại bận. Anh quên. Rồi qua đi anh. Hay là anh cố tình giả vờ nói là bận để... nhưng mà mai vẫn qua đấy. Đây xe dò 98 với cái tên đẩy xe dò bây giờ phút thứ 7 thì xác nhà được bạn tầm 7-8 giờ. Đó, đưa voi về thôi. Đẩy ngược lại xe dò còn voi tiếp theo. Mai 7 giờ đánh anh em nhá. Ok voi về đây rồi. Sáng mai thì phải lên chuẩn bị máy móc bê ra quán cái. Đây voi nữa. 98 đang ở đâu trên bản đồ con chúng ta hãy cùng chờ. 25 dân 19% có xe dò như vậy là bài 98 khá là mắc bêu đúng không anh em? Ok vùng trời bình yên đây. Mai anh qua giao lưu của bọn em. Mai anh bận đi thăm người yêu cũ nó chuẩn bị lấy chồng em biết ngay mà anh lại bịp em rồi. Mai qua anh nhá. Để xem tiểu lượng của anh quyết như thế nào cái. Quật anh trận. 7 giờ anh ơi, 7 giờ nhá anh nhá. Con dân đang điều kiện BMBL, không có nhiều. Ace. Để đợi sớm hơn đối phương đây rồi. Sờ farm nữa, khổ quá cơ ông ơi. Chỉ 8 vẫn chưa lên đời trận đấu này. Đây chiếc bé ăn vàng, 4 giờ ăn vàng tới với chủ chim sẻ.
Ngày mai em ta sẽ đến với các trận đấu của khổ giải đấu anh quán trọng do League Cup mùa 3 League 1 anh em ơi. Có trận chiến giữa game thủ Truy Mệnh với Xuân Thứ này, có trận chiến của 98 với cả Gunny này, và 19 giờ là trận chiến của Chim Sẻ Nắng và game thủ Sen Long đấy anh em ạ. Ok anh Quyết ơi. Rồi, bài 98 không biết là có hốc hay không. Tạm thời nhà chính thì có xác bầy hiêu đầu về đây rồi. À, làm tạm hai chú, rồi cùng giáp, nhúc. Rồi, xì ạ. Để xem 98 sẽ có một bài đấu như thế nào đây. Đây, trên này còn tên quả nữa đây này. Ai da, bỏ vàng 98, rồi cùng giáp luôn, đau chưa? Bạn này thực ra chúng ta có thể một lồng một đám đi. À, con Maxe này nó thốn lắm rồi anh em ạ. Rồi, nên đời 1L1A. Xiên, có giò thủ thì 98 nâng bánh xe đến được Chim Sẻ Nắng rồi. Giò bạn đứng kề đây để bò vàng. Ok, đấu giò và đối phương sẽ bò vàng trong tiếng này. Rất hợp lý đến được 98, tinh tế đấy. Đuổi con giò đến phía đối phương, còn bỏ quả đây nữa, vẫn đang nhai. Lên 2x đó là thăm lại tài tới từ cái thủ Chim Sẻ trong trận đấu này. 1L1A quật đội bạn thôi. Đây, còn hai dân bên ngoài, 98 còn chưa lên đời. Rất khó đấy, 98 để có thể đỡ lại Chim Sẻ trong trận đấu này anh em ạ. Xả. Rồi, tìm dân ăn hoan của bạn thôi. Đội bạn vừa mất tên dân ăn hoan. À đây, còn hai dân nữa đây. Rồi, nhúm nốt. Đâu, giò đâu em ơi. 98 đã chết khá nhiều dân ở trận đấu này rồi. Ghê vậy, tinh tế thế cơ à. Tách dần đến từ 98 thì sẽ không kịp tóm. Hơi đáng tiếc ở trong tình huống vừa rồi. Thôi nhưng mà dù gì chúng ta cũng có cung R rồi. Khó 98 lắm anh em ơi. Rất khó. Ai đã có dân đóng y trên này rồi. Khéo nhờ. Chú ý. Rất lọ mò đến từ em dài. Em định làm trò gì? Em dài ơi. Wow, và tỷ số ấn định là 3-0 VC đây Chim Sẻ Nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay, 3-2 trong trận đấu thứ 3 và chấm dứt 98 anh em Vitamin. Hủy diệt đội bạn luôn với kết quả 3-0 dành cho game thủ Chim Sẻ khi đối đầu game thủ Vitamin 98. Kéo đầu chúng ta sẽ phải dừng lại tại đây thôi, rất chóng vánh cho game thủ Chim Sẻ anh em ạ. 98 còn đen e để chạy dẫn đi nữa, chịu rồi. Kéo đầu chúng ta sẽ khép lại tại đây và trước khi khép lại buổi tối ngày hôm nay, tôi vẫn xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhà chợ Richman đã tin tưởng và đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi ủng hộ, hơn 10.000 anh em đã theo dõi trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn anh em rất nhiều. Gold, please.